Lý do nhập viện của bệnh nhân là phù toàn thân. Bệnh sử. Cách nhập viện 2 tháng, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện phù mi mắt, phù mặt vào buổi sáng, giảm phù vào chiều tối. Bệnh nhân không sốt, không nóng đỏ đau tại vùng phù. Bệnh nhân có đi khám ở bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đã được chẩn đoán hội chứng thận hư, nhập viện điều trị 1 tháng. Sau xuất viện, bệnh nhân không ăn uống kiêng cữ, ăn nhiều thịt đỏ, hải sản, ăn mặn. Cách nhập viện 3 tuần, bệnh nhân phù mi mắt, phù mặt nhiều hơn, lan xuống phù hai chân đối xứng, phù bụng. Thỉnh thoảng bệnh nhân có những cơn sốt nhẹ, lạnh run, không rõ nhiệt độ. Cách nhập viện 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện tiểu ít, không rõ lượng. Bệnh nhân quay lại điều trị ở bệnh viện 6 ngày, thấy tình trạng bệnh không cải thiện, bệnh nhân xin xuất viện để vào thành phố Hồ Chí Minh khám. Tại bệnh viện Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, tình trạng bệnh nhân phù hai chân, phù mặt, mệt mỏi, sốt nhẹ, không đau ngực, không đau bụng, không co giật, không yếu liệt. Bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, tim đều, phổi không rang, bụng mềm. Sinh hiệu: mạch 85 lần trên phút, nhịp thở 20 lần trên phút, huyết áp 150 trên 90 mm thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C, SpO2 98%. Bệnh nhân đã được làm cận lâm sàng. Glucose 77 mg trên decilit, albumin 2.07 g trên decilit, creatinine 2.31 mg trên decilit, AST 33 u trên lít, ALT 21 u trên lít, natri 135, kali 4.01, bạch cầu 18.000, 18,88 ngàn, phần trăm neutrophil là 83%, hemoglobin 127 gram trên lít, đạm niệu 10 gram trên lít. Đúng. Chị không biết là em làm cái lỗi Dạ. gì ở đây nữa mà nó không có hiện ra được tất cả các cái hàng cận lâm Dạ, sàng sao nó bị mất cái hàng em không biết nữa. không biết. Dạ, thôi, thôi kệ, đọc nửa nửa hàng chắc cũng thấy rồi chị. Dạ, procalcitonin 0.34 nanogram trên ml, troponin THS 64,8 nanogram trên lít. Vậy sao mà đọc không thấy gì đâu. Tín hiệu này là đơn vị như sao? Cái đạm niệm Dạ này chị. là cái đơn vị gì? Dạ chị chờ tí. Dạ, thưa chị, đạm niệu, protein niệu là đơn vị gam trên lít ạ. Là lấy trên tổng phân tích đúng không, mới có đơn vị gram trên lít. Dạ đúng rồi. Vậy tổng tích nước tiểu của chỉ có mỗi protein niệu không vậy đó hả trời. Dạ, cái phần cận lâm sàng này em lấy từ giấy chuyển viện của Bệnh viện Đại học Y Dược gửi qua.
Họ chỉ liệt kê ra một số kết quả như này. Ghi cho rõ như vậy chứ còn không người ta lại tưởng là em thấy được hết toàn bộ cái giấy tờ của người ta rồi là không hoàn toàn có cái thông tin nào khác về thông số rồi, này cũng là giấy chuyển tuyến luôn Dạ đúng rồi. rồi tiếp đi. Dạ, siêu âm nang nhỏ Anh thận thiết phải. là mai mốt em đừng có làm mấy cái bullet này nữa, chị rất là khó chịu với những cái bullet này không cần thiết. Rồi đọc đi. Dạ, siêu âm nang nhỏ thận phải, dịch bụng lượng trung bình, dịch không có hồi âm, dịch màng phổi hai bên lượng ít, X quang ngực bình thường, chẩn đoán hội chứng thận hư Ta ghi tổn cái thương câu thận. này cho em á, hay là người ta chuyển cho em một cái phim? Dạ cũng kết quả trong giấy chuyển viện luôn chị. Rồi. Dạ, chẩn đoán hội chứng thận hư tổn thương thận cấp, tình trạng nhiễm trùng, giảm albumin máu bé hơn 2,5 gram trên đề xi lít. Điều trị furosemide 40 mg nhân 2 tĩnh mạch, albumin 20% 50 ml truyền tĩnh mạch, Rosefin 2 g truyền tĩnh mạch 16 giờ 15 tháng 1 năm 2021. Chuyển tuyến nhập khoa cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân tỉnh, sinh hiệu ổn. Trong quá trình bệnh, bệnh nhân không đau ngực, không khó thở, không vàng da, ăn uống bình thường, không ho, không buồn nôn, nôn, đau bụng, không tiêu chảy. Tình trạng lúc nhập viện, bệnh nhân tỉnh, tiếp xúc tốt, niêm hồng, mạch 78 lần trên phút, nhịp thở 20 lần trên phút, huyết áp 130 trên 70 mm thủy ngân, nhiệt độ 37 độ C, SpO2 98%, ù hai chân đối xứng, phù mạc, phù mềm, ấn lõm, không đau, tim đều, phổi không ran, bán bụng lượng trung bình, không dấu thần kinh khu trú, không cầu bàng quang, tuyến giáp không xài chạm, diễn tiến bệnh Rồi phòng. thực tế y bố em dừng lại đi cái đoạn này, chị nói luôn cho y sáu ha, chị không quan tâm không khe chuyện này, bởi vì là em muốn biết em cứ viết thôi, nhưng mà chị sẽ hỏi cái câu đi thi mà em hỏi vấn đáp á, là tiếp cận điều trị bệnh nhân ở thời điểm cấp cứu, hay chị nói trước luôn để cho tụi em khỏi phải lăn tăn. Rồi này em có muốn thì em có thể tham khảo thôi trong cái bệnh án đã gửi rồi, bây giờ chị skip nó qua cái đoạn này, em đọc qua cái tiền căn. Tiền căn nội khoa được chẩn đoán hội chứng thận hư nguyên phát tại bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận, điều trị tại bệnh viện 1 tháng, không rõ điều trị, không tiền căn bệnh lý tim mạch, suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ, không tiền căn bệnh lý gan mật tụy, gan gan, không tiền căn lao đái tháo đường, bệnh lý ác tính. Ngoại khoa, bệnh nhân chưa từng được phẫu thuật trước đây, dị ứng, chưa ghi nhận tiền căn dị ứng thuốc, thức ăn, thói quen sinh hoạt, hút thuốc lá khoảng 16 gói một năm, đã ngưng hút thuốc được 2 tháng. Gia đình chưa ghi nhận tiền căn gia đình liên quan. Rồi bây giờ cái bạn này Bảo Ân đúng không? Bảo Ân là em gửi cái bệnh án mới á, mà em có thêm cái thông tin gì quan trọng trong cái phần bệnh sử này thì em có thể bổ sung luôn. Chi tiết nào cần cập nhật, cần thêm. Dạ, trong phần tiền căn em có bỏ cái tiền căn hội chứng thận hư, em để trên bệnh Gì nữa? sử thôi. Phần thêm, phần em thêm thông tin. Dạ em có ghi thêm cái creatinine nền ở trong phần bệnh sử. Này, là bao nhiêu?
Dạ 0,95 mg trên đề. Làm sao em biết nó nền? Con số này thời điểm em nói này là 2 tháng, vậy thì cái creatinine nền này là trong vòng 2 tháng này hay là trước khi 2 tháng này nó khởi phát? Làm sao biết cái chữ này nó là nền? Ơn. Dạ chị ơi, thực ra là cái số này là em đem từ dưới phần biện luận lên thôi, có nghĩa là số này là nó không có thật chị. Đâu? Nhưng mà Nhờ mà em có thấy giấy tờ không? dạ không chị ơi, thực ra là bệnh nhân này từ ở ngoài 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 Bình Thuận, Ninh Thuận vô là không có đem bất cứ cái giấy tờ gì hết, chỉ có giấy tờ từ bệnh viện Đại học Y Dược qua thôi chị. Vậy thì làm sao em nói được ở chỗ đó nãy? Cái khúc này là cái khúc mà chưa có một cái thông tin gì em lấy trong cái cận lâm sàng của Chợ Rẫy hết. Em không có đụng chạm gì tới phần của Chợ Rẫy hết. Em hiểu sai ý nữa rồi. Em làm nó lệch đi với lại cái bệnh án của lần đầu tiên rồi. Không có lấy cái thời điểm vô cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy mà đưa lên trên này. Sao vậy hả y bốn? Trời ơi, cái này nó bị cái gì? Em lỗi mấy cái bullet này của em là cho nên delete một cái là nó đi hết. Như vậy thì em thấy em hiểu sai ghê gớm không? Nha, cái lỗi này là cái lỗi chị không nghĩ rằng là y bốn lại phạm vào nữa nha. Được định nghĩa là creatinine nền là chị đã ba anh nói với tụi em trong cái lần bệnh án trình trước đó rồi. Đó là cái gì, thế nào được gọi là creatinine nền? Bảo anh nói lại cho chị nghe. Dạ là chỉ số creatinine lúc mà bệnh nhân chưa có bệnh bệnh lý thận. Sai. Sai. Một bạn khác trả lời thế cho Bảo Ân. Dạ thưa chị, em nghĩ là nếu nếu mà còn còn bệnh nhân bị bệnh thận mà điều trị ổn thì mình có dùng cái số đó làm creatinine nền cũng được không chị? Em hỏi câu đó có nghĩa là em không hiểu gì về creatinine nền rồi đó. Chỉ cần nghe ý kiến một bạn khác. Ủa bữa trước nói làm sao mà tự nhiên giờ nó đi trất quốc vậy trời. Định nghĩa thế nào là một cái creatinine nền? Một bạn Y4 khác. Em đừng để mà chị kêu tới Y6 bữa hôm nay nha. Chị mặc định bữa nay là Y6 chị có dự thính rồi đó. Cái bệnh án này nó giống như lại bệnh án lần đầu tiên mình đã sửa rồi mà sao tới bữa nay mà giống như là chị chưa từng nói gì với tụi em luôn vậy. Nhóm trưởng nhưng mà các bạn không trả lời thì chị kêu nhóm trưởng ra thôi chứ giờ không còn cách nào khác. Dạ chị ơi, bạn nhóm trưởng chung của Y4 là thuộc nhóm bên hô hấp á, hình như bạn bạn nói ao hay sao chị? Chắc chắc E hay là mời mấy nhóm trưởng nhỏ của mấy nhóm khác nha chị. Cũng được, những ai tham gia rồi tụi em tự giác đi chứ còn lại bây giờ mà kêu mà có kêu đích danh nữa chứ giờ chị có biết nhớ hết tất cả mọi người đâu. Bây giờ nhóm trưởng của nhóm đã đi thẳng đi rồi.
Chị cần nghe bất kỳ một ý kiến của E4 nào về creatinine nền. Để chị lặp lại câu hỏi này lần thứ ba, chị stop cái buổi học ngày hôm nay ngay lập tức nha, đừng có dẫn chơi với chị nha. Chị có 2 tiếng cho tụi em và chị còn những công việc khác. E6 sẽ học buổi khác luôn, coi như là chị dạy từ đầu lại cho E6. E4 dẹp qua một bên luôn. Creatinine nào mà creatinine của bệnh nhân chưa vào cái đợt bệnh lần này à? Chưa đủ. Chưa đầy đủ. Một người khác bổ sung. Không biết thiệt luôn đó ha Y4. Hay là dư âm của ngày Tết của em nó còn nhiều quá rồi tới bây giờ em không có coi bài lại luôn. Chị hỏi thật Y4, ngày hôm nay em có coi bài, em có đọc bài kỹ trước khi học cái buổi online này hay không? Có, không. Trả lời trung thực cho chị để không mất thời gian nữa. Chị còn công việc khác, chứ nếu mà em nói là em coi bài rồi thì chị mới còn sẵn sàng, chị còn hứng thú, chị dạy em tiếp, chứ còn không như thế này á là chẳng học vào cái gì được hết. Lại tiếp tục là chị nói một chiều, em chỉ có biết nghe và em sẽ không coi lại những cái gì chị đã từng nói, và lại tiếp tục cái bệnh án tiếp theo nữa, lại tiếp cái guồng quay này nữa thì nó chẳng hiệu quả gì hết. Như vậy thay vì mất thời gian ngồi nghe mà chị cứ hỏi rồi tụi em cứ y như thế này thì thôi em tự em coi bài. Khi nào em sẵn sàng rồi, em đã coi bài rồi, em phát biểu, em hợp tác, em tương tác qua lại với chị, ok, em nói với chị sẵn sàng online lại xong. Buổi hôm nay dẹp. Hoặc là chị sẽ tiếp tục với lại đi sau. Chứ đừng có như vậy, chị rất khó chịu đấy. Dạ, cho em trả lời là creatinine nền là tức là một cái chỉ số creatinine máu ở bệnh nhân khi đang ở tình trạng ổn định. Cái đó là nếu mà bệnh nhân có xét nghiệm ở những cái lần trước, còn nếu mà không có thì mình có thể sử dụng cái mức creatinine ở 24 hoặc 48 giờ trước để so sánh với hiện tại. Bạn mới phát biểu bằng tên gì? Dạ em tên Nguyên ạ. Là bạn là Y4 hay Y6? Mỗi một bạn phát biểu làm ơn giới thiệu tên và nói luôn cả lớp mình đang học. Dạ em Y4. Rồi cảm ơn bạn. Cái này là chị mới hỏi có một cái chi tiết rất là nhỏ thôi nha. Chị sẽ cố gắng thử cho tụi em thêm một cơ hội nữa ha, để xem rằng cái chuyện tụi em coi bài có hay không biết liền à. Em thấy cái chữ nền ở đây à, hồi nãy bạn nói là trong cái đợt bệnh của này nè, trước cái đợt khởi phát bệnh này thì cũng không có đúng, tại vì em phân làm cái nhóm là có bệnh thận hay không có bệnh thận, thật sự ra nó cũng chẳng có ý nghĩa, tại vì bệnh nhân tôi không cần biết có bệnh hay không có bệnh. Creatinine nó là một cái xét nghiệm mà gần như gọi là khám tổng quát, bệnh nhân nào người ta có đi khám, người ta có xét nghiệm, người ta xị ra cho em là thế nào cũng có creatinine. Người ta khám định kỳ nhiều lần lặp đi lặp lại thì người ta sẽ có nhiều chỉ số creatinine lặp đi lặp lại ha. Và tôi không phân biệt rằng bệnh nhân này là có bệnh thận hay không có bệnh thận, và tôi chỉ biết được rằng cái chữ nền của tôi ở đây nó là một cái gì đó, một cái hạn định, một cái baseline hạn định theo thời gian. Và thời gian ở đây là tôi tính là theo tháng. À, em nói rằng bệnh nhân trong tình trạng ổn định, tức là cái tình trạng bệnh nội khoa, bệnh nền khác của bệnh nhân ổn định cũng được. À, nếu như bệnh nhân có bệnh đó
Còn nếu bệnh nhân không có thì tình trạng bệnh nhân phải là lâm sàng về mặt ổn định, tức là ví dụ như ta đi khám tổng quát hay là người ta có một cái bệnh cảnh nào khác người ta vô tình người ta làm, ví dụ như nữ mà đi sanh đẻ chẳng hạn đi, hoặc là người ta phải mổ xẻ cái gì đó đi, thì người ta cũng có một cái giá trị creatinine, mà nó chưa biết người ta có bệnh thận gì hay không, nhưng mà người ta ghi nhận được cái tình trạng đó ha. Và nó không có liên hệ của cái đợt bệnh này, nó không có liên hệ liên quan gì đến cái phần mà shift complaint lý do nhập viện của kỳ này của người ta ha, mà tôi thấy được cái chuyện đó thì tôi sẽ ghi nhận ha. Còn nếu như mà nó xuất hiện trong cái khởi khởi điểm cái chỗ này, là cái em đã bắt đầu đi vào mô tả cái lý do nhập viện rồi mà, thì nếu nó có creatinine nào đó xuất hiện trong khoảng 2 tháng chỗ tỉnh Ninh Thuận này thì đâu còn gọi là creatinine nền nữa. Mà như vậy trong trường hợp của ca này là mình sẽ ghi là không có creatinine nền. Và như vậy cái câu đó sẽ nằm ở đâu? Nó không thể nằm ở chỗ này được. Tại vì nó đã đi xuống cái đoạn mà mô tả lý do nhập viện rồi. Một bạn Y4 khác nói cho chị biết phần bệnh án sẽ gồm bao nhiêu phần. Đó là những phần nào? Đây là cái phần gọi là trả bài lại thôi á. Thì coi như nó là một cái màu đầu của Y6, khi em nghe em làm bệnh án sau này em cũng sẽ theo đúng cái sườn giống như thế nha. Và như vậy cái bố cục của cái bệnh sử này nó đã đảm bảo đúng cái bố cục mà mình cần đạt hay chưa. Ủa xin lỗi, nãy giờ các em có nghe chị nói rõ gì không? Giờ sao chị thấy hình như tín hiệu nó bị chập chờn? Dạ có đoạn chị nói bị chập chờn ạ. Cái phần mà chị nói vậy, bây giờ cái hình bệnh án này còn thấy không, bệnh án xe ra còn thấy không? Dạ hình ảnh như là chuột di chuyển rồi thì rõ chị. Như lại bây giờ nghe giọng là chị nói cũng cũng rõ rồi. Dạ. Nó thấy cái bên em chị đang nghe nó bị lắc á, nó làm sao á, nghe cái tiếng của em nó không được gì trơn á. Rồi bây giờ được chưa? Đó rồi ha. Rồi bây giờ Y4 nói cho chị biết cái phần bố cục bệnh sử sẽ gồm bao nhiêu mục. Dạ thưa chị, em xin đọc bố cục phần bệnh sử. Bệnh sử thì sẽ có 4 phần. Đầu tiên sẽ là giới thiệu bệnh nền. Thì này là bệnh gì? Thời Y gian, 4 nghe bệnh hơi hỏi chậm. không vậy? Dạ em trả lời chị nghe rõ không ạ? À? Không biết các bạn có nghe rõ không ạ? À? Các anh chị có nghe rõ không ạ? À? Dạ thưa chị, Y6 vẫn nghe rõ nhưng mà hình như là bên mạng của chị nó có vấn đề, là đôi khi em nghe cái giọng bên chị nó hơi bị rè. Có thể cái tiếng của chị nó bị như không rõ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Lúc đó em có thể dùng cái chuyện mà chat hay em gì đó em thông báo cho chị biết cái chuyện đó, chứ còn hiện tại thì chị không thấy có một cái báo hiệu gì là tín hiệu mà rồi nó lại bị nữa. Em chờ chị chút xíu, chị chuyển cái chế độ internet chút xíu.
Rồi em vẫn thấy cái màn hình đúng không? Dạ đúng ạ. Rồi bây giờ bạn mới phát biểu đó, bạn xưng cái tên bạn lại đi chứ còn không chị không biết ai đang nói, nghe giọng tụi em giống giống nhau hết. Dạ em là Bảo Ân Y4 ạ. Dạ, alo. Ừ, em trả lời đi. Dạ rồi, dạ em xin nói là bệnh sử thì sẽ có 4 phần. Là đầu tiên là giới thiệu bệnh nền, là bệnh gì, thời gian thế nào và nơi chẩn đoán. Dạ, Tiếp. thứ hai là thuốc cơ bản, thuốc nền đang sử dụng. Nếu có thay đổi thì vẫn ghi nhận ạ. Dạ, thứ ba thì mình sẽ mô tả triệu chứng có liên quan đến lý do nhập viện. Dạ, thứ tư là những lần khám trước có những kết quả gì, xét nghiệm, những chẩn đoán của lần trước, điều trị và đáp ứng điều trị như thế nào? À, thì như vậy á, creatinine nền của em nó sẽ nằm đâu trong bốn cái cục này? Dạ thưa chị, là trong phần bệnh nền ạ. Đúng rồi. Cái việc giới thiệu bệnh gì, nơi đâu chẩn đoán ha, thời điểm cách đây bao lâu này kia, thì cái đó là cái việc tụi em phải mô tả trong cái đoạn văn, nó phải có những cái đặc tính đó, chứ không thể nào mình chỉ nói bệnh nền hai chấm không có được. Tức là phải có một cái câu có chủ ngữ, có vị ngữ nào ngoài bệnh nhân được chẩn đoán là bệnh A gì gì đó ở đâu đó ha. Như vậy là nó sẽ có creatinine nền, là bởi vì em đang đi vào cái bệnh án của bệnh thận cho nên là người ta sẽ quan tâm tới cái chi tiết này, chứ còn lại ở những cái trại khác nếu như không có gặp như thế này thì người ta sẽ không có quan tâm đó à, có thể người ta sẽ không quan tâm. Thì em thấy ở đây nó có ba cái chữ xuất hiện, cái chữ là nền, bệnh nền, creatinine nền và thuốc nền. Với cái tính chất thế nào là nền, tức là nó phải ổn định theo thời gian mới được, có nghĩa là cái bệnh đó là bệnh kéo dài diễn tiến lâu rồi, cái bệnh đó là bệnh mãn tính, chẩn đoán là đúng và nó cứ cứ thế mà nó tiến triển tới thôi, hoặc là nó ổn định chứ không thể nào nó hết được. Đái tháo đường, tăng huyết áp, suy tim, xơ gan vân vân, đó là những cái bệnh lý nền mãn tính. Thuốc nền là những cái thuốc cũng là trong cái tình trạng mà nó, tức là tôi thấy được các cái toa thuốc nó cứ lặp đi lặp lại cái sự hiện diện của loại thuốc nào đó, thì nó gọi là nền, đúng không? Creatinine nó cũng dao động quanh một cái giá trị nào đó thì tôi gọi nó là nền. Thì tôi phải nhìn, nếu bệnh nhân cho tôi nhiều thông tin của những cái tuyến trước, những cái lần thăm khám trước đó bệnh nhân, thì mình phải sàng lọc lại. Còn nếu như bệnh nhân không đưa gì hết thì tôi sẽ phải giới thiệu như thế nào, giống như trường hợp này. Chứ nếu không, cái phần bệnh sử ngay từ đầu vô của cái trường hợp này của em nó thiếu mất cái câu đầu tiên, nó thiếu luôn cả câu thứ hai, đúng không? Em nhào vô là em nói liền triệu chứng nhập viện lần như này, người ta sẽ nói một câu, ủa đây là người như thế nào không biết gì hết. Vậy thì em cũng phải có một cái câu nào đó để em mạo đầu vô, để thay cho cái việc cái câu số 1, số 2 này mình không có bỏ nó qua, mình vẫn có nó để đảm bảo một cái bố cục chung như vậy. Ừ, để em ghi đâu, ghi sao?
Dạ, thưa chị là tại vì bệnh nhân này chưa có từng nhập viện trước đây, trước trước cái đợt bệnh này, dạ, cho nên là mình không có ghi được cái phần đầu. Chị nói là vẫn có thể ghi được, đã nói tới câu đó rồi thì bây giờ chị hỏi em là sẽ ghi như thế nào á, sẽ có cái câu đó chứ không được bỏ qua. Tức là bố cục này, chị muốn bố cục này được đảm bảo xuyên suốt cho mọi bệnh án ở khoa thận. Sau này mà chị nói em lên tới năm thứ sáu em vẫn phải bám cái bố cục này, nếu em đi thiếu trừ điểm đáng chịu vậy thôi. Tại vì đã lặp đi lặp lại với mục tiêu là em phải nhớ trong đầu giúp chị, lúc nào cũng phải có câu này, không được quên, không được quên. Là bởi vì khi mà tới cái câu, cái ca mà có bệnh nền nhiều là em sẽ phải nhớ, à tôi không được bỏ sót cái chuyện này, em không được ghi thiếu phần đó trong cái phần này, nó quan trọng cực kỳ lắm nha. Thì như vậy tránh cái chuyện sót, nghĩa là bệnh nào tôi cũng phải ghi theo cái bố cục đó. Vậy thì nó sẽ có một cái câu mào đầu cho những trường hợp bệnh nhân không có một cái bệnh lý nền nào trước đây hết, không có một cái thuốc men nào trước đây hết. Pi được chứ sao không được, trời ơi. Dạ vậy em sẽ ghi là bệnh nhân chưa được chẩn đoán bệnh gì trước đây ạ. Có ai có ý kiến nào khác không? Dạ, hoặc là em sẽ nói là chưa ghi nhận tiền căn bệnh lý trước đây. Ngoài Bảo Ân ra còn Y4 nào có ý kiến khác không? Đừng để cái bệnh án ngày hôm nay chỉ có một mình chị nói chuyện với Bảo Ân nha. Ủa những Y4 khác đâu? Các bạn Y4 trong nhóm đâu hết rồi? Dạ chị. Mọi người đều có ý kiến được hết mà. Dạ chị ơi. Em xin ý kiến. Tên, giới thiệu Em tên. là Linh Y4 đó. Dạ chị nghe không? Nghe em nói đi. Dạ em có ý kiến là em sẽ ghi là bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh ngoài đợt bệnh này. Tạm được. Tạm thôi, nhưng mà em sẽ phải sửa lại thêm thế nào hoàn toàn khỏe mạnh. À, còn bạn kia thì nói là chưa được đoán gì đó, ai biết em. Nhưng mà em nói chẩn đoán bệnh lý gì, người ta mới hỏi câu là bệnh gì, em muốn bệnh gì. À, thì như vậy tôi không biết là bệnh gì hết thì tôi nói bệnh nhân này khỏe không, đi khám đi, chứ giờ tôi đâu có cần phải nói ra liệt kê hết nùi bệnh được thầy cô khác là ngồi nghe nó, ủa sao nó kể bệnh này nó không kể bệnh kia, thiên vị. Là cái cách em ghi em phải suy nghĩ là có ai có thể gọi là bắt bẻ em câu hỏi, cái từ ngữ em dùng được hay không. Và như vậy lần nữa chị nói với tụi em là dẹp hết tất cả những cái dấu chấm này, kể cả sau này mà em viết thành một cái bệnh án hoàn chỉnh sau thi cử, không có một cái chấm gì hết và không tùy tiện xuống dòng. Xuống dòng chỉ với mục đích là gì? Nếu em cần mô tả một cái triệu chứng mới, ví dụ ở đây em không có cái nè, xuống dòng là nếu em cách biệt từng đoạn này với nhau. Ok, em xuống. Hoặc trong cùng một cái triệu chứng của lần nhập viện, ví dụ bệnh nhân có từ hai triệu chứng trở lên mà các triệu chứng nó xuất hiện trình tự thời gian nó khác nhau, thì mỗi một cái phần mốc thời gian đó em cần mô tả từng triệu chứng một thì em xuống dòng. Còn nếu như cả quá trình xuyên suốt bệnh sử này nó chỉ xuất hiện có một triệu chứng thôi và cái tổng thời gian đó nó chỉ thấy được là cái triệu chứng nó đang diễn tiến ngày càng tăng lên, không có gì mới, thì không có lý do xuống dòng. Lý do tại sao chỗ này có một câu khơi khơi xuống này là không chấp nhận. Chị đưa đây cho em.
đúng không? Em thấy em xuống dòng một cách rất là tùy tiện, em thích chấm là em chấm mà không hiểu lý do tại sao. Em xuống dòng như vậy em làm cho người ta rất là khó chịu ở chỗ là người ta nói ủa nó hết ý rồi, nó xuống dòng để cho cái bệnh án nó dài ra, mà thực tế là cái gì, nó vẫn là phù đúng không, trong khi cái chuyện là triệu chứng mới nè, là sốt nhẹ lạnh run nè, ta cần biết thêm cái thông tin đó, em gom chung vô chỉ thỉnh thoảng mà không có nói chi tiết gì hết. Thỉnh thoảng này là trong vòng của có 3 tuần này thôi. Vậy là có liệu liên quan tới một tuần này hay không? Không biết. Vậy cái khúc này nè, khi mà có xuất hiện cái triệu chứng mới, ok chị đồng ý với em xuống dòng. Em chỉ cần em xuống dòng, người ta thấy chỗ này nó có nguyên cái phần trắng thì người ta biết chỗ đó là em xuống dòng rồi. Cái cách viết văn bản của thời buổi này đâu có cần em phải bullet thì người ta mới hiểu đó là một cái đoạn văn paragraph đâu. Đúng không? Như vậy thì khi xuất hiện cái tiểu ích ở đây, à cái lỗi này là lỗi không chấp nhận được đó nha, thì nó là lỗi không chấp nhận được đối với bệnh án của Y6, Y4 cho tới Y6, Y3 thì chỉ còn du di được, chứ còn mà hỏi bệnh mà vậy vẫn không rõ lượng là không xong rồi. Thì sốt nó còn không, khi một triệu chứng mới xuất hiện thì các triệu chứng trong quá khứ nó diễn tiến như thế nào, có nghĩa là phụ nó làm sao, đúng không? Cái triệu chứng quan trọng của tôi đang nói là phụ. À, vậy thì bệnh nhân này ở chỗ này nè, em không nói được cái chuyện phụ, em không nói được chuyện sốt, mà em chỉ nói chuyện tiểu ích, xỉa một tên, bệnh nhân quay lại điều trị thì ngay lập tức người ta nói một câu là bệnh nhân này vô vì tiểu ích chứ không phải vô vì phụ. Ủa đúng không, nghe một cái câu rất là suy nghĩ một cách logic đơn giản thôi. Chỗ này nè, nếu chị chưa ghi chữ phù và số ở đây mà em ghi là bệnh nhân quay lại điều trị là tôi thấy y như rằng là lý do nhập viện chỗ này là em không hợp lý, trả lời ngay câu đầu tiên của em. Nên những cái bài tập nào mà em trả lời là em đồng ý là sai hết, đồng ý với lý do nhập viện này, lý do nhập viện này là sai á. Đúng không? Mà cái này là bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đó, là chị chưa kể cái sự logic trong cái con đường mà đi thăm khám bệnh của bệnh nhân này. Bệnh nhân này nhà ở đâu? Tỉnh Bình Thuận. Đi khám ở đa khoa tỉnh Bình Thuận hợp lý. Đúng không? À, chẩn đoán điều trị một nhập viện điều trị 1 tháng thì chỗ này nói thật sự á, mà em không hỏi được cái thuốc á thì nó hơi tệ. Y6 chỗ này mọi bằng mọi giá là phải khai thác thuốc men được chỗ này, mặc dù bệnh nhân không đem giấy lên. À, nó có cái kỹ năng để hỏi ra các loại thuốc men chứ không phải là không đem giấy tờ gì là thôi tôi trói tay tôi lại luôn, tôi không làm được gì hết, không có. À, rồi như vậy thì cái chỗ này nè, thuốc này thì không được gọi là thuốc nền nha, thuốc này sẽ không được gọi là thuốc nền, chẩn đoán này thì cũng không được gọi là bệnh nền. Và nếu cái creatinine mà em có chăng em thu thập được trong cái giai đoạn này, trong cái đống tờ giấy của bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, nó cũng sẽ không được gọi là creatinine nền luôn ha, bởi vì nó xuất hiện có một thời điểm nào đó hay nó không, và trong cái lúc mà bệnh nhân đang có triệu chứng như thế này. Rồi bây giờ quay lại điều trị ở bệnh viện, tự nhiên cái chữ bệnh viện khơi khơi không biết bệnh viện nào, viết một cái gì một cách gọi là vô thức không suy nghĩ hay như thế nào chị cũng không hiểu tụi em, nhưng mà đây là những cái lỗi không đáng có, và nếu đi thi thì đây là những cái điểm bị trừ mà không được nhắc, tức là không nhắc là a chị trừ em điểm đó đâu, a b c d tự động trừ thôi, còn những điểm nhắc sẽ là những cái điểm nặng. À, còn cứ nhiều điểm nhỏ 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 như thì cộng thành một cái điểm nặng. Bệnh án em không đạt yêu cầu là từ những cái chỗ này nè, mà đôi khi khi em làm em nộp bệnh án cho chị em không biết đó là một cái lỗi bị trừ, nên điểm của tụi em lúc nào điểm cũng thấp là như vậy. Tự nhiên quay lại điều trị bệnh viện, không biết bệnh viện nào, 6 ngày rồi tình trạng không cải thiện, là bây giờ trong 3 triệu chứng em đưa ra liệt kê phù, sốt, tiểu ích, tôi không biết triệu chứng nào không cải thiện, mà lý do tại sao người ta không gọi là cái này là xin xuất viện mà vào khám
Em nhớ nha, em dùng từ phải thật sự là cẩn thận nha, chứ còn không là tất cả đều là bắt bẻ được hết. Xin xuất viện nghĩa là phải có giấy ra viện. Vậy thì giấy ra viện chỗ bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Thuận đâu? Giỡn chơi hoài, đâu có tự nhiên muốn ra muốn vô, muốn vô bệnh viện người ta là vô ra ra vậy. Toàn là những cái thông tin nghi vấn. Mà ổng đi với ai? Ổng đi mình nên ổng hay đi với người nhà? Cái việc mà ổng hỏi kết quả hoặc là lấy những cái giấy tờ cũ chuyển thông tin qua điện thoại dễ như chơi, đâu có nhất thiết là phải từ Bình Thuận đi ra rồi là phải chạy vô lấy giấy tờ rồi mới vô đưa cho mình được. Bây giờ cái thời buổi công nghệ thông tin, những cái chuyện thông tin lấy thông giấy tờ cũ chị không nghĩ là nó quá khó khăn với tụi em. À, không biết chẩn đoán là cái gì mà tự nhiên nó tình trạng bệnh không cải thiện, cái này mà em nghe lời bệnh nhân nữa là thôi, cái này là của Y3, cái câu này hoàn toàn là của Y3, không thấy một cái gọi là cái suy nghĩ lập luận gì của tụi em hết. Tức là cái lỗi làm bệnh sử này hoàn toàn y như một cái bệnh án trước đó chị đã sửa em, không thấy có một cái sự cải thiện. À, thì có thể là tại vì tất cả các bệnh án này em đều nộp một lượt cho chị hết nha, nhưng mà thực tế mà nói cái bệnh án mà sau đó nhóm lớn gửi lại cho chị mà bằng file Word nó cũng chẳng khác gì, có nghĩa là em có đọc rồi, em có thấy, em có chỉnh sửa rồi, nó cũng chẳng khá hơn, nó cũng chẳng khá hơn. À, và như vậy cho tới bữa nay nè, liệu rằng những cái dấu chấm hỏi này em có thể khắc phục được hay không để bổ sung vô cái bệnh án đi vô. Nếu em có bổ sung được, chị nhắc cái này cho Y6, tức là một cái thông tin có thể vào một lần em khám em gặp bệnh nhân thời điểm cấp cứu em sẽ không có đủ hết tất cả đâu, em sẽ question rất là nhiều thứ và em phải gặp bệnh nhân nhiều lần để lấy cho đầy đủ các thông tin đó. Thì cái bệnh án mà chị sửa với tụi em cũng sẽ sửa nhiều lần như vậy, nếu lần đầu tiên đặt dấu chấm hỏi, nhưng mà lần thứ hai mà chị hỏi học tiếp cái bệnh án đó mà chị hỏi là à, Y6 hôm nay những cái câu hỏi mà mình đặt ra cho bệnh nhân để mình tìm hiểu thêm á, để mình học thêm cho cái bệnh án của mình rút kinh nghiệm thêm, em có bổ sung được không? Nếu Y6 làm được chuyện đó có nghĩa là cho em thấy là à, em ý thức được cái việc em lấy cái thông tin nó quan trọng như thế nào trong cái quá trình em biện luận để đi đến cái phần điều trị của mình. Như vậy em nâng mình lên một bậc, chứ còn lại á, nếu mà cứ như thế này á, chị nói mãi mãi em vẫn là ở level của Y3 rồi. Mãi mãi em vẫn chỉ là Y3, chỉ có nói cách mấy em cũng không thể nào em tự em push em lên được. Em tự thấy rằng cái đó là cái rất là không hợp lý, cái điều đó là điều lẽ ra phải xuất hiện trong bệnh án này, mình bắt buộc phải lấy thông tin đó, em phải bắt mình làm cái chuyện đó đó thì em mới tiến bộ được, chứ còn không thì nó không có được gì hết trơn. Vậy bố làm này là cũng không có bổ sung được gì đúng không? Theo như chị biết. Dạ, không có chị. Mà cái nữa, khi đi vào thành phố Hồ Chí Minh, tại sao bệnh nhân đến Đại học Y Dược? Tại vì đó không phải là cái tuyến bình thường từ Bình Thuận lẽ ra phải đi sau đó. Bình Thuận mà đi lên tiếp nữa sẽ là đi lên Chợ Rẫy đó. Chỗ này mình đang expect người ta à, chị thường thường chị sửa cho tụi em theo cái hướng nè, liệu tôi có thể đoán trước được bệnh nhân này đang nghĩ cái gì không? Nếu đúng như vậy hoặc là xét nghiệm nó đang đi theo chiều hướng nào tôi đoán trước được hay không, chứ tôi đừng để cho mọi thứ nó xảy ra rồi tôi đi sau nó thì nó không có hay. Vì thì lẽ ra ca này nó sẽ vào Chợ Rẫy chỗ này, nhưng nó lại không vào Chợ Rẫy mà nó lại vào Đại học Y Dược. Lý do mà rõ ràng là tình trạng không cải thiện nha, không cải thiện là thấy nặng nề đó. Dạ thưa chị, lúc đó em nhớ bệnh nhân có nói là khi mà ở tỉnh điều trị thì học không hài lòng, thì cho nên là xin xin về để vô kêu vô Sài Gòn khám, thì khám thấy bệnh là họ biết bệnh viện Đại học Y Dược kiểu như bệnh viện cao cấp thì, cho nên là sẽ vào.
rồi vào thì cái thời gian mà nằm cấp cứu chờ không có giường cho nên là mới 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 cuối cùng lại là xin xin để qua bên Chợ Rẫy. Nghe tới đó em nhận xét cái người này là nhiều như thế nào? Giờ thưa chị, khi mà thì lúc mà bệnh nhân nói vậy em sẽ nghĩ bệnh nhân là có tiềm lực tài chính ổn, muốn khám dịch vụ cao cấp. Không, chị không nghĩ là chị cái ý trong đầu của chị sẽ không hướng tới cái chuyện đó. Còn bạn nào có thể nhận xét, tức là cái này là em thử coi là em nhìn em đoán thử tính cách của người đối diện của mình đó, nó thuộc là cái người, để chị hỏi một câu là liệu rằng tất cả cái lời khai nãy giờ trên này của ổng nè em tin được hay không, em trust họ 100% không? Lúc nào mình cũng phải tự nghi vấn, trời ơi, nó bày ra trước mắt chị mà chị còn không tin nữa em, chứ huống gì mà giống như em mà nói câu đó rồi dễ nghe dễ là người ta dắt mũi em đi luôn rồi. Nghe cái câu đó là em thấy em không có tin ông này được. Ông này á, cái nghề của ông là đi biển, là cụ thể là ông làm gì, ông còn đi biển hay là ông dẹp rồi, ông tự kinh doanh tự đánh cá hay là ông là chủ cái tàu xưởng tàu biển hay như thế nào? Dạ, lúc em hỏi thì bệnh nhân nói là đánh cá ạ. Tại vì á, bây giờ nếu em đặt em là cái tình huống người bệnh nhân này, chính em là bệnh nhân, em có làm giống ổng hay không? Một cái người phù đang tăng dần, đúng không? Chỗ này người ta chẩn đoán, người ta điều trị 1 tháng và xuất viện, có nghĩa là bệnh viện đã đánh giá là ông này tạm ổn, có thể điều trị ngoại trú được, để cho điều trị ngoại trú. Thì cái khúc này có thể là cái khúc ổng bắt đầu là có cái chuyển biến, là cái thay đổi phù nó có cải thiện. Tôi không còn biết nó điều trị là gì, nhưng mà rõ ràng là nó phải có ổn định định thì bệnh viện người ta mới cho về, chứ không lẽ mà nó cứ phù mất miếp thế mà người ta vẫn cho về sao? À, thì như vậy mình giả định chỗ này là có thể ông đã giảm phù. Thì cái khúc 3 tuần này là cái chuyện này là xảy ra, tức là 2 tháng với 3 tuần là nó cách nhau một khoảng mà, đúng không? Thì cái khoảng giữa đó là cái khúc ổng đã giảm được cái phù rồi. Đương nhiên chắc chắn ông này không hết phù được. À, nhưng mà nó phù xuất hiện, bắt đầu nó tăng, nó giảm tới cái mức nào đó, cái nó lại cái nó tăng lên. À, thì nó quay trở lại cái trạng thái phù ban đầu, có thể là phù ban đầu thôi nha, cái này, tại vì rõ ràng tôi cần biết cái cân nặng chỗ này, em muốn cho người ta biết cái khúc này là cái khúc người ta cần biết thay đổi cân nặng ra sao trong cái khoảng mà 2 tháng, rồi xuất viện về là bao nhiêu, rồi sau đó là 3 tuần này nó lên lại bao nhiêu, để người ta đánh giá ước đoán coi là cái thay đổi cân nặng, cái đổi mức độ phù. À, thì rõ ràng là ổng có tăng lên, nhưng mà sao thấy chưa, xúc nhích xi xê gì hết, tức là ổng còn ở nhà được, đúng không? Chứ còn không là ổng đã bắt đầu nhào vô bệnh viện như là phần trước rồi. Cái khúc này có sốt mà cũng không thèm vô viện luôn, có nghĩa là ổng còn chịu đựng được. Em nên nhớ một cái người nông dân mà người ta đi biển, đây là một người nam, cái khả năng chịu đựng họ cực kỳ tốt, tức là khi mà người ta chịu không nổi rồi người ta mới lết vô tới bệnh viện á, là em phải hiểu cái tâm lý của những người này như vậy. Chỗ này người ta chưa chịu vô, có nghĩa là cái phù này chưa nhiều, số hả kệ không sao đâu, tôi vượt qua được hết. Em phải suy nghĩ như vậy đó, em đang nghĩ theo cái hướng đó của ổng đó, thì may ra em mới có thể đoán cái ông này em nghĩ gì. Cách nhập viện 1 tuần phù tiểu ích, à, tiểu ích này nó phải như thế nào đó, cái chữ không rõ lượng này của em nó chả có ý nghĩa gì hết, nhưng mà em phải cho người ta biết ổng mà đã nhìn thấy, ổng ta thấy được cái mức độ tiểu ích của ổng nó đáng kể, nó thay đổi, ổng cảm nhận được rồi, có nghĩa là cái này ít cũng dữ dằn lắm á, ổng mới có thể làm cho ổng gọi là sốt ruột, ổng phải vô bệnh viện. Mà chỗ này mô tả tiểu ích trong khi khúc trên không hề đá động gì tới nước tiểu là một cái thiếu sót vô cùng. Em đừng nói chị em gom hết khúc dưới, em nói dạ trong quá trình bệnh nhân tiểu bao nhiêu dẹp đi nha, cái khúc này là cái khúc người ta cần biết nước tiểu. Chị không biết ha, cái đoạn 2 tháng của em nước tiểu là bao nhiêu, nó phải parallel 3 triệu chứng này: phù tiểu ích, sốt, phù tiểu ích, sốt trong khoảng 2 tháng, trong khoảng 3 tuần, trong khoảng 1 tuần,
nó phải như vậy á thì nó mới ra cái bệnh án này mới nói được. Mặc dù là nó bình thường mà em cũng phải để vô cho người ta biết, và em phải suy nghĩ cái câu nào em viết vô để cho người ta thấy rằng à, nước tiểu này nó không đổi trong khoảng thời gian 2 tháng trước đó, nó mới giảm đi trong khoảng 1 tuần này thôi. Phải suy nghĩ cách viết chứ, trời ơi, nếu mà ai cũng cầm tay chỉ việc cho em hết kiểu này thì làm sao rồi, lại gì là của y vốn nữa nha. Và chắc chắn là tiểu ích này nó giảm rõ, mà thường nó phải giảm mà phải từ trên 50% người ta mới để ý. Chứ bây giờ nó tiểu ích mà ví dụ như lít mấy xuống 1 lít, lít rưỡi xuống 1 lít mà kêu ít thì nó kỳ, mong mà nó xuống 500 thì chắc chắn là người ta thấy liền chứ, đúng không? Tức là nó phải từ khoảng trên 500, 50% cái lượng bình thường của họ thì họ bắt đầu họ cảm nhận. Mình đoán thôi chứ mình không biết ông này thuộc kiểu gì. Rồi, thế thì nếu mà ông điều tiểu ít như vậy thì tôi đoán rằng cái phù ông sẽ tăng lên. Vấn đề có phải như vậy hay không? Có phải hay không thì mình phải xác định cái chuyện đó chứ, phải đi hỏi ổng coi phù có phải tiếp tục tăng lên không. Như vậy thì tăng lên này là phù nó xuất hiện ở đâu, nó tiếp tục tăng nhưng mà nó tăng ở phần ngoại biên, hay là nó bắt đầu nó đã có dấu hiệu ở trong tim, phù phổi khó thở hay là cái gì rồi không biết, đúng không? Và cái tình trạng sốt này để gợi ý là em nói thẳng là nhiễm trùng đó, đúng không? Ừ, em muốn nhiễm trùng thì nhiễm trùng này là nhiễm trùng được ở những chỗ nào chứ, tự nhiên người khơi bị sốt sao được, ổ nhiễm nằm đâu. Và như vậy nếu có ba vấn đề này thì thực tế ra nếu mà em làm tốt ở cái chỗ này mà có được cái giấy ra viện của bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận thì cái câu hỏi cho tụi em là thành là vấn đề của bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận là gì, chứ không phải là Đại học Y Dược. Tại em có dĩ trơn trụi giờ đâu có nói được nha, mà nó vô mà nó còn đi được bình thường, từ Bình Thuận bắt xe đi vô thành phố Hồ Chí Minh và đi xuống cấp cứu chỗ này. Nếu mà em muốn nói đúng nha là bệnh nhân này đi xuống đường cấp cứu, em cho biết giờ nhập viện để thấy được cái tình trạng khẩn cấp urgent của cái ca này là đúng thật sự là vì ông phù nhiều quá, ông tiểu ích ông phải đi bắt cái xe đi trong đêm để vô nhập cấp cứu đạp bây giờ, thì chị đồng ý. Chứ còn không á, lỡ mà ông nói là tôi đi khám phòng khám đại học y dược thì sao, phòng khám của bệnh viện đại học y dược thì sao, mà nếu khám ở phòng khám thì cái chuyện phù tiểu ích đó có ơ rành thật sự không, ông tình tình tan tan từ từ ông đi lên cũng được vậy, thì đâu thấy cái gì là cấp cứu khẩn cấp. Thì cái chỗ này em có biết được cái giờ nhập viện của ông không? Dạ thưa chị, trong giấy xuất viện thì không, ở trong giấy chuyển tuyến thì không có ghi giờ nhập viện, nhưng mà trong mấy cái tờ xét nghiệm em thấy có một cái ghi khoảng 9 giờ rưỡi sáng, có nghĩa là bệnh nhân có vào buổi sáng sáng ngày 14 tháng 1 rồi. Tức là mọi thứ đều làm trong cùng một ngày là ngày 14 tháng 1 hết không? Hay là từ ngày nào cho đến ngày 14 tháng 1? Ổng nằm bao nhiêu tiếng ở bệnh viện Đại học Y Dược? Giờ cái ngày đầu là 14 tháng 1 thì em thấy xét nghiệm buổi sáng, thì mấy cái này là công thức máu có ghi là xét nghiệm ban đầu tiên làm hết, cho nên là Ngày 4 tháng 1, ngày 4 hay 14, 14? dạ 14 tháng 1. Tại vì em phải biết, tại vì em chưa có hiểu về cái quy trình vận hành của các cái bệnh viện á, cho nên là bây giờ nói á, thì em cũng biết sao, nhưng mà nếu mà chị nói cho bác sĩ á, thì nó khác. Tức là cái giấy chuyển tuyến đó nó vẫn có thể là từ phòng khám nó đi qua được, tức là phòng khám thấy có tình trạng nặng nề họ chuyển xuống cấp cứu rồi từ cấp cứu làm giấy chuyển đi, hoặc là bệnh nhân đi thẳng vào cấp cứu và sau đó cấp cứu chuyển đi đều được hết. Cho nên cái tờ giấy chuyển tuyến không nói lên được rằng bệnh nhân nhập cấp cứu. Nó chỉ là một cái khâu trung gian để từ đó người ta làm một cái thủ tục hành chánh là một cái giấy chuyển tuyến để chuyển bệnh nhân đi qua một cái bệnh viện khác có khả năng chăm sóc bệnh nhân tốt hơn. Hết. Thì đó là cái kiểu của bệnh viện nào bây giờ. Và vì sao chị biết? Ủa thì phải hỏi bệnh nhân thì sẽ biết thôi. Vấn đề là bây giờ em chưa biết chuyện đó gì. Ok thì em sẽ hỏi bệnh nhân để em biết được bệnh nhân nó đi từ cái khâu nào,
Cái đó em hỏi càng nhiều thì tự nhiên em sẽ rút kinh nghiệm cho chính bản thân em ở những cái trường hợp sau đó à. Bệnh viện với nhau nó có bao nhiêu cái tuyến với nhau để chuyển đi lên thôi. Đúng không? Mà em không hỏi thì em sẽ không có kinh nghiệm được. Và tiếp tục cái ca sau nữa, nếu không ai hướng dẫn em lại tiếp tục mù mờ hết tất cả các kiểu. Và em phải đoán thử coi, thực tế ông này ông có cái tình trạng bệnh không cải thiện này là ông đang muốn nói cái gì? Ông đang muốn nói cho tôi biết rằng cái phù này ông đang không hết, hay ông đang muốn nói tôi là cái tiểu này càng lúc cũng càng tiểu không được, hay là ông đang muốn nói tôi là ông cái sốt này ông đang xuất hiện, không biết cái nào cũng được hết trơn, hoặc là cả ba luôn, đúng không? Chứ đâu thể nào em chỉ nghe một cái câu người ta nói rồi em tin rồi thôi. Vậy thì cái nào là sẽ là cái chip comment chính? Tại vì khi bệnh nhân mà có từ 2 triệu chứng trở lên thì trong đó nó sẽ có những cái triệu chứng nó persistent, nó diễn tiến theo đúng cái bệnh lý của nó đó, cái bệnh nào mà nó gây ra biểu hiện đó nó xuất hiện, và kèm những cái triệu chứng thứ hai, thứ ba, thứ tư đó, nó sẽ là những triệu chứng có thể là một cái bệnh đi kèm, có thể là một cái biến chứng, mà biến chứng này là biến chứng hoặc là của bệnh, hoặc biến chứng đó là biến chứng của điều trị nếu bệnh nhân đi lung tung giống như vậy. Thì tôi cần phải làm rõ tất cả những cái chuyện đó, bởi vì ở thời điểm bệnh viện Chợ Rẫy tôi phải rạch ròi các chuyện đó, bởi vì tôi chẩn đoán là tôi chẩn đoán bệnh cho bệnh nhân, còn cái việc mà nó xuất hiện những cái biến chứng gì đó ABCD thì tôi sẽ phải ngồi tôi xét lại còn nó có liên quan tới cái bệnh gốc của người ta hay không, chứ nếu không em chữa gì vậy, hoặc không là em sẽ bị nó dắt đi theo như vậy, em chữa vào bệnh nhân người ta sẽ không có khỏe hoàn toàn được à, phải đánh vào cái gốc của vấn đề. À, thì qua đây phù hai chân thì vẫn là phù, sốt thì vẫn là sốt. Này chị thấy em giống như em làm thư ký của người ta, có một chị ghi vô đó mà không có suy nghĩ gì hết trơn, ghét ghê. Rồi nước tiểu đâu, người ta không ghi, em không có miệng để hỏi hả, em không hỏi sao? Mấy tiếng đồng hồ nằm ở bệnh viện Đại học Y Dược đó, bao nhiêu tiếng đó, tiểu được bao nhiêu hay là không ra giọt nào? Dạ, cái này em quên hỏi rồi chị. Bệnh án mà liên quan tới thể tích nước tiểu, chị nói thẳng luôn, bệnh án xuyền cấp hay bệnh, nói chung bệnh án thận mà để thể tích nước tiểu không rõ, không biết, tiểu ít, không rõ lượng, không lường là rồi rồi đó, kiểu gì là chắc chắn em bị điểm trừ. Nghe em nói bệnh nhân không biết cái kỹ năng cho tới ngày giờ này em đã khác với năm thứ ba rồi, không phải là chỉ mà ngồi là lấy lý do để biện minh cho cái chuyện là không biết thể tích nước tiểu, nghe rất là khó chịu nha. Cho nên chị nói trước luôn đó nha, Y4 bây giờ rút kinh nghiệm sau này là Y6, và Y6 đang đi, nếu mà còn rơi vào cái lỗi này thì cầm chắc giùm chị đi là thế nào chị cũng sẽ trừ điểm cho tụi em. Những cái cực kỳ quan trọng đó là những cái điểm mấu chốt không thể thiếu được. Bệnh án thận nó có nhiều triệu chứng đâu em, mà hả em hỏi nó cứ quơ với dầu, nó không có rõ ràng gì hết trơn. Thậm chí bây giờ năm thứ ba mà nó nhìn vô cái bệnh án này nó còn cười vô mặt em được luôn á, đúng không? Cái cân nặng á, tăng cân bao lâu nay thì tụi em vẫn hay học về cái chuyện mô tả triệu chứng phụ á, đâu mất tiêu rồi, cái quan trọng nó không có. Rồi em đi em nói với sinh viên đây là phụ nhanh phụ nhiều, sao biết nhanh, sao biết nhiều, gì cũng mơ mơ hồ hồ hết như thế này. Rồi em nói nó ở không, bệnh nhân này đã được làm xét nghiệm rồi, em lấy xét nghiệm em khẽ nó ra, trong khi y ba nó đã biết gì về cận lâm sàng đâu, nhưng mà đây là những cái nó không thiệt sự mà nói chị nó không có đáng có đó. Nếu em dành thời gian thêm cho bệnh nhân chị chắc chắn ông này vẫn có thể khai thác được chứ phải không? Không khai thác được từ ổng thì khai thác được từ người nhà. Còn lại bây giờ cái này là giống như là tụi em nhìn theo cái chẩn đoán đã được set up từ cái tuyến trước chuyển qua, và tụi em đi rà lại xem là chẩn đoán này hợp lý không? Hợp lý, tại vì chẩn đoán hội chứng ung thư em dễ quá mà. Chẩn đoán tổn thương cấp được không? Được.
dễ quá mà, mới tự nhiên đùng cái người khỏe mạnh tự nhiên đi khám lò ra creatinine tăng thì nghĩ trong đầu là suy thận cấp là chuyện đương nhiên rồi, đó là chuyện bình thường đúng không, mà hội chứng thận hư là một yếu tố nguy cơ để có thể vào tủ người cấp được lại càng hợp lý nữa. Mà tới cái câu chẩn đoán này sao, tự nhiên một chẩn đoán tình trạng nhiễm trùng mà từ một cái bệnh viện cũng được gọi là tầm cỡ mà chẩn đoán như vậy. Sau này tụi em có làm như vậy không, sau này tụi em ra trường tụi em làm bác sĩ tụi em có chẩn đoán như vậy không, sau này có chẩn đoán giả bông biên máu trong cái chẩn đoán của mình không? Đó, đây là những cái nó rất là nghe rất là phi lý. À, thì quay trở lại la cho tụi em thấy là những cái thiếu sót nó tiếp tục là những cái lỗi lặp lại của bệnh án trước. Những bệnh án trước em thiếu cái gì thì cái này y chang vậy thôi. Và lý do nhập viện chắc chắn phải xem lại. Chị nói trong ba cái lý do nhập viện đó là phù, là sốt và tiểu ích. Một trong ba triệu chứng đó. Em an toàn, em để phù toàn thân, nhưng mà người ta gọi là bắt bẻ em thì người ta có thể nói được. Em hoàn toàn không nói gì về cái triệu chứng phù cho tới cái thời điểm gần nhất, cái lúc mà thúc đẩy bệnh nhân vào nhập viện lần gần nhất. Thì như vậy làm sao nói đó là phù, là lý do chính để bệnh nhân vào viện được, trong khi có vẻ giống như là em đang dẫn người nghe đến triệu chứng tiểu ích. Thì em vẫn có thể ghi ca này là tiểu ích được mà. Em vẫn có thể ghi tiểu ích được mà. Chị thấy một số bài làm các bạn ghi phù toàn thân cộng tiểu ích. Nếu như chỗ này, nếu cái phần cách nhập viện một tuần này em xác định giúp chị là cái chuyện phù này càng tăng dần này được, ok chị đồng ý với giờ chuyện đó. Và cái tiểu ích này là tiểu ích đáng kể như thế nào đó em phải mô tả về lượng cho bằng được, thì cái chữ tiểu ích của em nó sẽ có giá trị trong cái phần bệnh sử nha. À, quên, xin trọng ở trong phần lý do nhập viện. Còn nếu không thì có thể vẫn chỉ là phù toàn thân thôi. À. Và rõ ràng cái bệnh án này á, nó không tốt, cho nên trong cái câu trả lời của các nhóm á, là chị thấy vẫn có cái sự đặt giả định. Giả định 1 là gì, giả định 2 là gì, giả định 3 là gì, thì nó trời chị cho mệt chứ vậy. Nếu em làm tốt bệnh án thì em không cần phải giả định gì hết. Rồi. Cái khúc này coi như bạn chép hết từ cái phần điều trị chuyển tuyến đồ này kia nên không có chỉnh sửa được. Những cái chỉnh sửa trong phần bệnh sử là chị đã sửa rồi. Cái câu này nó thật sự là một cái câu nó thiệt là chị muốn vứt nó đi. Là bởi vì những cái triệu chứng âm tính á, mà nó giúp loại trừ cho cái bệnh lý nào của mình mà thật sự nó focus vô cái vấn đề á, thì em để vô. Ví dụ em muốn những triệu chứng âm tính để loại trừ ổ nhiễm trùng của em á, vậy thì chỗ này em làm ơn em để những triệu chứng âm tính đó thay vì em bưng ở dưới này. À, chỉ cần là không khó thở và không hò, đúng không? Cái đường hô hấp là cái nơi mà có thể gọi là nhiễm trùng đầu tiên, dễ nhất. Cái đường thứ hai trên những cái người này là gì? Cái ổ nhào, cái ổ để có thể dễ nhiễm trùng trên những cái người này nè, cái người đã được chẩn đoán hội chứng hư luôn rồi đó. Em đã từng thấy không biết bao nhiêu người chứng hư bệnh án trước đã trình hội chứng thận hư luôn rồi đó, thì nhiễm trùng nằm đâu nữa? Thì để em biết là em bưng cái triệu chứng gì âm tính mà em bưng lên. Đi bố. Không là chị làm luôn bệnh án này á, em khỏi làm luôn cho rồi đi, chứ nãy giờ chị nói xong rồi chán chết. Dạ, thưa chị là có những triệu chứng của viêm mô tế bào. Gì nữa? Viêm mô tế bào ở đâu? Dạ, bụng, đùi chân ạ. À.
triệu chứng gì á, ý là đây em sẽ ghi cái không gì đây nè, không gì, em ghi là không vi mô tế bào bụng hả, hay là em ghi gì? Dạ, không có vùng da nóng đỏ đâu. Là buổi trình cuối của chị với y vốn nên thôi, chị nói được gì chị nói, còn em có nghe được gì không em có nghe, em học được gì em học, chán quá chị, giờ chị cũng không biết nói sao cho em vô đầu nữa. Những triệu chứng âm tính đó em phải để ngay sát với lại cái chuyện mà em nghi ngờ nhiễm trùng nè thì nó có giá trị, còn nguyên cái đống này mà em vứt xuống trong quá trình bệnh thì nó trở nên vô nghĩa, bởi vì trong quá trình bệnh của em là 2 tháng mà 2 tháng nay của em nó đã sốt đâu, nó chưa sốt mà, ý nghĩa gì đó. Em có tất cả là 3 mốc, mốc 2 tháng, mốc 3 tuần và mốc 1 tuần. Cái việc chữ thỉnh thoảng này là cái chữ này không chấp nhận được này. Bắt buộc em sẽ phải nói rõ cái thời điểm bệnh nhân sốt xuất hiện vào thời điểm nào. Sáng chưa chịu đâu có thể nào sốt nhẹ lạnh run không rõ nhiệt độ được cái kiểu này. Sốt cơn, cơn trong ngày mấy cơn như thế nào. Tự nhiên cảm nhận sốt là nói một cách rất là mơ mơ hồ hồ kiểu này. Rồi giấy chuyển tuyến ghi cũng vớ va vớ vẩn, ghi là sốt mà sốt nhẹ chỗ này nè, giấy chuyển tuyến về chỗ này nè. Đó có chữ sốt nhẹ cho em nè, mà xuống dưới đây thân nhiệt là 37 nên chị không có hiểu là cái nào đúng cái nào sai nữa. Cái nào là lời khai bệnh nhân, cái nào là tờ giấy chuyển tuyến người ta ghi có trung thực không, rồi câu trên câu dưới là nó mâu thuẫn nhau rồi đó. Mà em thấy cái điều này mà em không đi hỏi ngược lại bệnh nhân thì nó cũng quá ư là phi lý, chị cũng biết em nghĩ như sao luôn. Cấp cứu bệnh viện Chợ Rẫy, cái câu này là cái câu cuối cùng của giấy chuyển tuyến của Đại học Y Dược. Nhập viện thì làm ơn ghi là bệnh viện Chợ Rẫy, em có bao nhiêu bệnh viện, ở trên này em cho cái mốc là Đại học Y Dược rồi thì khúc dưới này em phải nói là của bệnh viện Chợ Rẫy. Cái này á, là những cái lỗ nhỏ nữa nè. Khi mà bệnh nhân này có thở oxy không? Dạ dạ không ạ. Em mà đã ghi SpO2 thì trong đầu em phải phản xạ ghi là đây là thở khí trời hay là thở oxy hay như thế nào. Còn không em đâu ra con số này. Nếu mà bệnh nhân không có CO hấp thì thường á, không có ai đo SpO2. Ở đâu em có con số SpO2 này? Chị biết chắc luôn á là ở cấp cứu Chợ Rẫy không có ai quở mà đi đo oxy bệnh nhân mà gọi là automatic cho mọi trường hợp á, trừ khi nó có siêu hấp. Cái này em lấy đúng chính xác là của cái tờ màu hồng nhập cấp cứu Chợ Rẫy không, chứ còn không cái này là một cái điều lạ đó. Chị tập quen với điều lạ hả? Em mới nói gì? Alo, alo. Chị dạ. Nghe. Dạ sao chị? Em nói là cái tờ giấy này trong tờ giấy màu hồng chị. Ừ, vậy thì nó hơi lạ, tại vì như vậy em nói bệnh nhân này không khó thở mà.
Nhưng nằm đầu có cao không? Bằng. À, chị nói chính xác với em, đây là cái chi tiết kỳ lạ, không có ai của ông mà đi đò. Em nhìn lại, nếu như hết cái tuần này mà em có cơ hội em đi lại lâm sàng, em nhìn ở bất kỳ cái chuyên khoa nào cũng được, không nhất thiết ở khoa thận, nhìn vào cái tờ màu hồng của khoa cấp cứu, bao nhiêu trường hợp em thấy được cái chi tiết có SPO không? Cái này á, đứng về mặt tiền căn á, mà em sửa như thế này á, thì nó không xong. Tại vì á, em bỏ đi là đúng, em để này vô là nó sai. Tại vì cái này là liên quan tới cái bệnh lý kỳ này của họ, đúng không? Mình chỉ nói được ca này không có tiền căn bệnh lý, những bệnh lý ABCD em liệt kê ra vậy thôi. Nhưng mà trong tiền căn này nó có thiếu á, có ai biết thiếu gì không? Trong cái bài làm của nhóm 1.1 với nhóm 1.2, các bạn có bổ sung cái chi tiết nào không? Một cái người mà hội chứng thận hư mới bị lần đầu ở người nam 57 tuổi, thì theo em nghĩ rằng trong tiền căn nên hỏi cái gì? Nhóm 1.1 và nhóm 1.2. Là em đồng ý với tiền căn của bạn luôn á hả? Không bổ sung thêm một cái gì hết hả? Dạ chị ạ, em là nhóm 1.1, em đại diện cho nhóm 1.1 trả lời. Em tên gì? Dạ em tên Linh, nhóm 14. Chị mời em. Dạ em muốn hỏi thêm một vài vấn đề như là bệnh nhân có nhiễm trùng gần đây như viêm da, viêm họng không? Trước giờ có tiền căn vàng da, vàng mắt, có khó thở khi nằm, khó thở kịch phát về đêm, và chế độ ăn gần đây của bệnh nhân Từ có từ, tiền căn gì đầu tiên? bệnh nhiễm trùng gần đây, vàng viêm da, viêm họng. Nói gì nữa? Dạ tiền căn vàng da vàng mắt. Với một cái bệnh lý bệnh nhân như thế này nè, đã có chẩn đoán có xét nghiệm hết rồi ấy nha, em phải thực tế rồi nha, chứ không còn là thứ ba nữa. À, hội chứng thận hư lần đầu mới phát hiện của một cái người nam 57 tuổi. Mục đích em hỏi cái vàng da vàng mắt. Dạ là để xem bệnh nhân trước giờ có bị xơ gan không? Sao? Bị Vì xơ sao? gan à? Tiền căn xơ gan. Vì sao em phải hỏi tiền căn xơ gan? Vì sao em phải hỏi? Để xem coi có bệnh nhân có cái phù đợt này có phải do xơ gan không? Ủa, em có cận lâm sàng chưa? Lâm sàng em có rồi, em có cận lâm sàng phía trên này, em có luôn chẩn đoán của người ta hết rồi nè. Em vẫn chơi hoài. Chị nói em phải suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời. Em không còn là năm thứ ba nữa, em được quyền toàn quyền sử dụng. Đây là một người đã được chẩn đoán hội chứng thận hư, em đang đứng ở Chợ Rẫy.
chứ không phải là đứng ở bình thường. Chưa biết gì. Mà đi hỏi cái câu là hỏi có phải xơ gan không để ra con chụp phù này, có phải là xơ gan không, người ta đã chẩn đoán là hội chứng thận hư rồi mà em. Người ta đã chẩn đoán hội chứng thận hư rồi. Cho nên là cái này không phải. Cái này nếu như bạn nào tin ý thì nó sẽ có một ý nghĩa khác, ai biết. Y4, ưu tiên cho Y4 trước. Cái bàn da bàn mắt trong tiền căn của mình nó sẽ có ý nghĩa với một bệnh nhân hội chứng thận hư được chẩn đoán rồi, lần đầu, ở một người nam 57 tuổi. Đó là cái gì? Dạ thưa chị, em nghĩ là khỏi về vàng da vàng mắt, là còn về tình trạng viêm gan do virus hoặc là có điều trị viêm gan bằng bằng các thuốc tào, thuốc tễ, thuốc nam, thuốc bắc gì không? Viêm gan là đúng, em nói là viêm gan do siêu vi. À, siêu vi đây là siêu vi gì? Dạ, về virus BC ạ. Nó thường nó chỉ có hai cái con virus CVB và CVC, nó sẽ có liên quan đến trực tiếp đến hội chứng thận hư hoặc là gián tiếp mình không biết ha. Nhưng mà cái này là cái có thể tôi sẽ phải hỏi, hoặc là người ta có được chẩn đoán là nhiễm viêm gan CVB hay CVC trong quá khứ hay không, vì nó có thể là hoặc nó là nguyên nhân, hoặc nguyên nhân này là nguyên nhân hội chứng thận hư á. Hội chứng thư của em nó có nguyên nhân là thứ phát do nhiễm siêu vi viêm gan BC mà, đúng không? Hoặc nó có thể là một cái bệnh đồng mắt tiềm ẩn, nhưng khi tôi điều trị cái bệnh lý hội chứng thận hư này nó sẽ bùng lên, tại vì tôi dùng ức chế miễn dịch thì những cái bệnh lý nhiễm trùng tiềm ẩn nó có thể bùng lên. Lao, viêm gan BC là những bệnh lý hoàn toàn có thể bùng lên được, vào đợt bùng phát được. Nên cái này là không thể họ quên được. Và đã nói tới viêm gan B, C, người ta sẽ hỏi một câu chích ngừa. À, như vậy tôi sẽ phải xuống đây tôi coi em có nói gì tới cái chuyện chích ngừa không, đụng chạm gì hết, như vậy thiếu. Đúng không? Chích ngừa viêm gan B có hay không? À, tiền căn khó thở. Cái khó thở gì mà nãy em nói gì khi nằm kịch phát về đêm, mục đích em hỏi đó là gì? Lại tiếp tục vào phù của bệnh lý suy tim á hả? Dạ. Yeah. Mà trong khi người ta đây nó là hội chứng hư rồi, là hội chứng thận hư rồi nha. Nên có thể là em sẽ hỏi với cái chuyện là cái gì, em tìm bệnh nền tiềm ẩn. Tức là ông này em phải nhớ ông là một cái người có khả năng chịu đựng rất là tốt. Những cái biểu hiện nhẹ nhàng thoáng qua có thể ông sẽ chịu đựng, ông cho qua, ông lờ qua. Nên cái mà ông mà có thể khai được với em cùng lắm là khó thở khi gắng sức thôi. Chứ khi nằm mà kịch phát về đêm rồi thôi, như muốn đớp ngộp thở ông thì ông sẽ chạy vô bệnh viện giống như cái đợt mà phù này rồi. Đúng không? Mà ông đâu vô. Có nghĩa là cùng lắm là khi mà ông làm gắng sức lên, ông đi biển, ông mệt quá. Thì cái đó là cái em có thể hỏi được. Tại vì ông này ông lớn tuổi. À, ông lớn tuổi rồi, yếu tố nguy cơ tim mạch bắt đầu xuất hiện được. Đặc biệt nếu như em xuống đây em hỏi thêm cái chuyện thuốc lá nữa là rồi. Mà thuốc lá ngưng 2 tháng không có ý nghĩa gì hết. À, thuốc lá mà người đi biển mà không có rượu là không xong. Đúng không? Người đi biển là những cái người cực kỳ nghiện rượu, uống rượu rất là nhiều, bởi vì thời gian rảnh ở trên biển người ta làm cái gì để đốt cháy thời gian đó. Đúng không? Thì người ta thường hay nhậu ở trên biển. Em hỏi đi gần như 10 người đi biển là hết cả 10 người, người ta đều uống rượu bia hết rồi. À, thì đặc biệt đối với cái đối tượng mà làm nghề biển, nghề đánh bắt
thủy hải sản là em sẽ phải hỏi kỹ về cái chuyện rượu này luôn đó nha. Tại vì họ uống không phải chỉ những cái loại rượu thông thường giống như em đi dạo em bình thường em muốn đâu, mà nó có những cái loại rượu rất là kỳ cục, mà rất là nhiều trường hợp người ta đã vào cái tổn thương thận cấp, không biết có liên quan tới rượu này hay không, không biết nha. À, nhưng mà đi biển là một cái nghề mà cực kỳ interesting trên cái ca này á, là em phải xoáy kỹ, mà tại vì em không có thấy được cái điều interesting đó nên em đã lướt qua. Rồi, à, yếu tố nguy cơ tim mạch ông này có thì em có thể hỏi những cái bệnh lý tim mạch, giả sử ông có cao huyết áp trước đó hay không, mình không biết ông đo, nhưng mà có thể một cái cao huyết áp tiềm ẩn nó làm thúc đẩy vào cái chuyện cũng có thể ông suy tim đâu đó. À, rồi còn gì khác, em nói một câu là ông này ông không có dùng thuốc đúng không, ông không có một cái thuốc điều trị, thuốc tây y điều trị bệnh nền gì hết, ông có khám bệnh mà không có dùng thuốc, nhưng mà liệu rằng đông y không có dùng không? Em phải rơi, tức là em phải đặt mình vào trường hợp của bệnh nhân này để em hiểu cái tâm lý của họ, thì em mới có thể hiểu rằng tại sao ông này lại cần phải dùng thuốc đông y hay là một cái thuốc gì đó, một cái loại thực phẩm, hoặc là một cái một nó, mình nói chung là cái thực phẩm nói chung đi, à nó có thể là thuốc, nó có thể là đồ ăn, để làm sao cho cơ thể ông được khỏe. Ô, đi biển là cái nghề nó đòi hỏi sức khỏe cực kỳ nhiều, người ta mới có thể gọi là ở ngoài biển mà một khoảng thời gian gần như cả tháng á, em có biết người ta đi ra cả mấy tháng trời ở ngoài biển chỉ để đánh đùng cái mẻ cá thì lớn xong đem vô bờ người ta đem bán, cái thời gian này ở trong bờ nó ít hơn là thời gian ở ngoài biển, mà em mà sức mà ẻo lả hay như thế này em không có sức em chịu đựng á, thì cái môi trường khắc nghiệt trên biển là làm sao em có thể chịu đựng nổi, nên họ thường sẽ có khuynh hướng là phải làm sao cho cơ thể họ phải khỏe và cường tráng. Thường thường em sẽ thấy những người đó họ khá nhiều cơ bắp, nên cái việc mà họ sử dụng một cái gì đó để hỗ trợ bồi bổ sức khỏe của họ là cái em không thể bỏ qua được. À, đặc biệt mấy cái mật gấu là mật cá hay là cái gì đi lấy đánh cá trên biển mà ăn mật cá bình thường thôi đâu gì đâu ha, và thậm chí người ta đồn qua đồn lại với nhau là những cái loại mật nào đó nó có thể tốt bồi bổ cơ thể thể chất này kia ha, hoặc là giấc ngủ như thế nào đại khái vậy, là em phải tìm hiểu mỗi một cái, tức là cùng một cái nghề đi biển thôi nhưng mà cái người này sẽ cho em một cái món ăn này để giúp, người khác nó sẽ nói cho em, và theo thời gian em sẽ tích hợp lại là em nói à bao nhiêu người này đi biển là tôi biết nó có những cái món vậy 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 đó, thì những cái người đi biển sau mà lỡ người ta có vấn đề người ta vô với em à, tôi biết rồi, danh sách trong đầu tôi được nhiêu đây món rồi đó, thế nào tôi cũng hỏi ông này coi ông ăn đó ông ăn kia ông ăn nó có hay không có, thì hầu hết vô tới Chợ Rẫy là thường thường là tình trạng suy thận nó khá nặng, hiếm ca nào mà em thấy vô tới Chợ Rẫy mà chức năng thận nó còn bình thường cho em nha, cho nên là cái này là cái em nên hỏi thêm nha. Mình chưa biết là cái chuyện nếu ông có dùng thật á nó có tác động thế nào đến cái thay đổi chức năng thận của ông, mình chưa biết, nhưng mà đó là một cái thói quen, có nghĩa rằng nếu tôi điều trị ông tốt trong cái đợt này tôi thả ông về cũng như thả hổ về rừng, thì ông quay lại cái lối sống này thì cũng không biết được là theo thời gian cái việc ông tiếp xúc như thế này liệu thật sự nó tốt thật hay không, hay là nó có thể là một cái yếu tố tác nhân nào đó làm cho cái thận ổng trở nên suy yếu, cái thận theo thời gian nó cũng bị lão hóa mà. Rồi những cái loại thuốc men vô nó bị ảnh hưởng, thì mình sẽ có những cái lời khuyên nào đó thích hợp cho họ khi mà trả họ về với cái cuộc sống hàng ngày của họ, từ chế độ ăn, tức là những cái thay đổi mà không dùng thuốc à, thì mình mới có khái niệm được nha. Còn này thì nó hơi thiếu, cái này là chị toàn đi lại của năm thứ ba cho tụi em hết thôi đó nha, còn gia đình thì không có gì. Thực tế ra nếu như mà cái này mà em có thêm được một cái tiền sử về cái lối sống của họ đó, cái sinh hoạt, mình dùng chữ sinh hoạt đi, là ông này ông sẽ có vợ có con, bao nhiêu người vợ nhiều con, bao nhiêu người đi biển hỗ trợ này kia khi nọ, ông sống cùng với ai như thế nào,
nha. Và cái việc mà ông đi thăm khám bệnh này, ông đi là ông đi mình đi với người nào như thế nào đó, ông ở chung thì mình sẽ có một cái khái niệm nào đó, thì nó chỉ là một cái phần thêm thôi. Nếu phần đó có thêm thì nó sẽ làm bổ sung khá nhiều các chi tiết cho mình không có đứng về góc độ chuyên môn. Nhưng mà nếu không có nó đi thì hỏi rằng cái bệnh án có chẩn đoán, vẫn chẩn đoán được chứ không phải không, nhưng mà nó làm kém đi cái phần gọi là hay ha, hay của cái bệnh án này vậy thôi, và nó sẽ không được liệt vào cái điểm trừ. Rồi như vậy tới đây á, còn cái nhóm nào có muốn hỏi thêm về trong tiền căn này nữa hay không, ngoại trừ những cái chỉnh sửa này? Cái này mà em ghi này thật sự ra người ta du di người ta có thể cho lướt qua cho em được đó, chứ còn không người ta sẽ khó chịu quá đúng không? Ví dụ như thà em ghi cái tiền căn triệu chứng xuất hiện đó thì được, tại vì ổng không đi khám mà, ổng không đi khám cho nên tất cả những chẩn đoán bệnh lý này trở nên là vô nghĩa, không đi khám thì chắc chắn không có bệnh, thì mình sẽ gợi những cái triệu chứng để mình có thể nghĩ tới bệnh lý gì đó và mình ghi ra nó sẽ hay hơn. Tức là cùng một cái kiểu câu thôi, nhưng mà mình thay vì ghi cái câu là không tiền căn bệnh lý này thì em sẽ có thể ghi là không có những cái biểu hiện triệu chứng dạy ABCD gì nè, thì nó hay hơn. Rồi tới đây có ai thắc mắc gì không? Em vẫn còn nghe chị đúng không? Giờ còn nghe. Cái phần quan trọng nhất đó là cái nước tiểu trong cái ca này nè, nguyên cái phần bệnh sử này nó hoàn toàn nó không có cái thông tin nào hết trơn á, nên nói thiệt là rất là gay go. Tức là bắt đầu tiểu là bao nhiêu không biết, khi mà nó ít đi không biết, qua tới đại học y dược người ta chích lại tiểu không biết nó là bao nhiêu luôn, rồi tự nhiên vô tới Chợ Rẫy cũng không biết đó là bao nhiêu luôn, tự nhiên cái ngày một tiểu 300 đến 400, ví dụ viện trường thấy em thấy cái thông tin của em đưa vô nó là rất là không hiểu ý đồ em muốn cái gì đúng không? Em thà em cho người ta một cái thông tin theo cái chiều là từ 1.000 mấy trăm đó xuống từ còn khoảng 700 mấy đó, rồi giờ nó còn khoảng 300 gì vô tới Chợ Rẫy nó còn nhiêu đây, thì nghe nó mới hợp lý, cái xu chiều câu chuyện của nó phải như vậy. Tự nhiên phía trên không có gì trơn, giờ quăng này xuống này, vì giờ hỏi cái câu 300 này nó có phải là từ một tuần nay là 300 hết luôn không, hỏi thẳng là vậy đó nè, tại vì ngày nào nó cũng được 300, vô tới Chợ Rẫy rồi nè mà 4 5 ngày đầu nó vẫn là 300 đúng không, vô tới tiếng Chợ Rẫy cuối cùng mà chữa quá trời quá đất mà nó vẫn 300, thì giờ tôi đặt tình huống là nó cũng là 300 được không, từ đây rồi lên đây nó cũng 300 được không. Rõ ràng khi em làm cái bệnh án này, khi em ngồi em viết á, là em đã biết cái chuyện 5 ngày đầu nhập viện là nó tiểu năm nó 300 rồi mà đúng không, em biết chuyện đó mà đúng không, sao em không dùng cái mốc đó để em truy ngược lại trong quá khứ coi ca này nó nước tiểu nó thay đổi để làm sao cho nó dễ cho em. Em không biết một trong những cái cách để mà gợi cho bệnh nhân á, nhớ về cái chuyện thể tích nước tiểu trong quá khứ á, là tôi dùng cái thể tích nước tiểu hiện tại để tôi bắt đầu từ đó mà tôi gợi á. Lấy cái chai nước tiểu trước mặt cho người ta thấy là ngày hôm nay nè, nói chuyện với tôi nè, đó nước tiểu này 300 nè. Vậy tôi hỏi nước tiểu này nó đã kéo dài được bao lâu rồi, thì ngay trước mắt nó cái chai nước tiểu như vậy mà nó còn không trả lời được cho em thì chị thua luôn, chị chưa thấy bệnh nhân nào mà chị dùng cách đó mà bệnh nhân không trả lời được cái mức thời gian, tại vì 2 tháng không, thời gian không phải là quá xa để cho người ta có thể gọi là sai lệch trí nhớ gì hết trơn á, gần như là hỏi được hết á. Và những cái thay đổi nước tiểu này nó cũng rất là cấp tính trong vòng có 1 tuần lễ, mà em biết rằng một lát thế nào em phải biện luận tổn thương thận cấp, là thế nào em cũng đụng tới cái chuyện thời gian, mà em không nói được mốc thời gian thì thật sự mà nói bệnh án này được gọi là bệnh án vứt đi, chị dùng từ là vứt đi á, cô với cô mà trình ra xong vậy là vứt vứt đi được rồi đó, sau đại học mà làm bệnh án này coi như vứt đi. Nhưng mà đây được gọi là một cái bệnh án tạm
lành được nhất trong tất cả những bệnh án còn lại của em, nên chị không còn cái nào khác những cái kia, và chị không chọn là nó còn tệ nữa, nó còn tệ ác hơn nữa, nên thua. Giờ chỉ còn có cái này, giờ phải lấy cái này ra thôi chứ giờ sao. Thì hy chị hồi đầu chị chọn bệnh án này, chị hy vọng là ừ chắc nó đã có một cái bệnh án hội chứng ung thư đã sửa lần lớn nhất rồi, thì chắc là bệnh án này phải khá hơn. Ai dè đâu bệnh án này còn tệ hơn bệnh án trước nữa. Bệnh án trước em còn có được cái thể tích nước tiểu đúng không, này không có luôn. Cái câu hỏi tiếp theo nó là cái gì vậy? Câu hỏi số 3. Mình đã qua hai câu đầu rồi đó. Câu hỏi số 3. Số 3 là các vấn đề tại bệnh viện đại học Y Dược và giải thích các vấn đề đó theo lâm sàng. Chị mời một nhóm đọc câu trả lời. Chị mời nhóm 2.1. Chị mở bệnh án lên trước rồi chị share qua chút xíu cho em. Từ bây giờ thì nó lại nó sẽ nhảy qua phần câu trả lời của các bạn. Nên những cái câu trả lời nào mà em có thể đưa dẫn chứng càng nhiều á để thay thế cho cái bệnh án nãy á, thì chị sẽ đánh giá cao những cái câu trả lời đó, tức là em đưa dẫn chứng cực kỳ cụ thể từng cái cận lâm sàng một ha. Bây giờ để chị share cái bài của nhóm 2.1. Rồi. Đây. Chị mời một bạn đại diện của nhóm 2.1. Dạ em là Hà, đại diện nhóm 2.1 trả lời ạ. Chị cắt lời em chút xíu, chị nói chỗ này tại chị nhắc Y6 luôn ha. Chị có nhìn qua hết tất cả các bài làm của Y6 á, hầu hết cái số trang của các bài làm đó đều dừng lại ở mức 3 cho tới 5. Em nhìn cái số trang ở đây của Y4 nha. Y4 mà mới làm về cận lâm sàng thôi, chưa có điều trị gì hết mà nó đã được 7 trang rồi. Điều đó để cho thấy được là cái câu trả lời của em, chị chưa cần đọc nội dung bên trong là chị cũng đã thấy là làm không đạt yêu cầu chị đặt ra rồi đó. Chị báo trước vậy thôi chứ chị chưa đọc. Rồi. Rồi chị mời Hà. Dạ, các vấn đề tại Bệnh viện Đại học Y Dược gồm có 3 vấn đề. Vấn đề thứ nhất là hội chứng thận hư. Vì là bệnh nhân có phù toàn thân tăng nhiều vào buổi sáng, tiểu cộng thêm là bệnh nhân có tiểu nhiều bọt. Các cận lâm sàng đã có là đạm niệu 24 giờ là 10g trên lít albumin máu. Cái này là sai nha. 10g trên lít thì đâu là 24 giờ em. À dạ dạ 10g. 24 giờ là chỉ có đơn vị là gam thôi chứ không có là cái lít. Đổi giúp chị cái từ đạm thành protein nhầm, tức là em tập thói quen em đổi luôn, tức là sau này khi nói cứ protein đừng nó đạm gì hết ha. Protein máu, albumin máu, protein niệu 24 giờ, tỷ lệ protein creatinine đây đó, cứ lập lại chữ protein nhầm chị. Rồi 10 gram này nói được gì không em? Dạ tức là bệnh nhân tiểu protein rất là nhiều. Nếu mà em quy về cái đơn vị thông thường em hay được học đó. Em được học nó là miligam trên decilit mà. Đúng không? Dạ. 1 cộng, 2 cộng, 3 cộng, 4 cộng trên tổng tích á là đơn vị là miligram trên decilit. Thì này là nhiêu? Đây, cái này em phải tự đổi rồi nha, giống như creatinine, ure, em phải tự chuyển đổi đơn vị lúc mà trình là em tự automatic em đọc lên luôn á. Dạ. Yeah. Em nghĩ là 4 cộng. Không có nghĩ, em tính cho chị coi 10 gram trên lít là bao nhiêu miligam trên decilit, có biết tính không? Trời ơi. À dạ dạ. Em chuyển qua. À.
không? Dạ. Tính đúng không đó? Dạ, 1 gam bằng 1000 mg, còn 1 lít bằng 10 ml nên chia ra 100. Đúng rồi, vậy giá 4 cộng không? Là... 5 mg là mấy cộng? Rồi, cái này ba em ơi. 2 cộng. Ờ, có 2 cộng mà em. Rồi, tức là nếu mà em lấy protein niệu kiểu này là một cái không ủng hộ cho em rồi đó. Hội chứng ung thư nào protein nào có 2 cộng là không được rồi. Đúng không? Rồi bây giờ em lấy albumin máu. Đúng. Bây giờ chính hay phụ vậy em cũng không có đủ hết trơn. Có mỗi một mình albumin máu hả? Em có thêm gì khác không? Tại bệnh án của bạn ghi là đạm niệu. Em không có rõ là cái đó là đạm 24 giờ hay là đạm... Không, 24. Nó nằm chưa được 24 tiếng bên đó lấy gì giữ. Trời, bé này cũng phải linh lên chứ, lanh động lên chứ. Dạ, dạ, dạ. Nằm có mấy tiếng bên đó lấy gì giữ. Nó là gram trên ít. Nó không phải là nước tiểu của người chứng thận hư nè. Đó, bây giờ em tính là có 2 cộng mà. Chị ơi, cái chỗ đó em tính lộn với chị 1000 mg cho đứt chừng chị. Em tính mà em tính còn tính bậy nữa. Chị 10 là 1000. Dạ đúng rồi, nhân 10 nữa. Em quay nhân 10. Nghe thì tới đây nó mới đúng cho em. Được dạ. Chưa? 10 là 4 cộng. Rồi là em được một cái rồi đó. Albumin thì vậy nó mới hợp lý. Chứ còn không người ta nói cái này nó không đạt á. Mà albumin của em nó giảm thì coi chừng nó còn cái gan. Dạ. Thấy không? Coi chừng em ta sẽ bắt bẻ. Chứ còn nếu mà nó này là 4 cộng kiểu này thì thôi. Ừ đúng rồi, em nhắm mắt em nói. Nó mặc dù nó vẫn thiếu một số cái tiêu chuẩn phụ khác của hội chứng thận hư. Nhưng mà tôi nói là tôi nghĩ nhiều rồi đó. À. Mà ví dụ như ở đây em không đủ tiêu chuẩn nè, rõ ràng á, đứng về mặt tiêu chuẩn chính, tiêu chuẩn vàng em không có, 24 giờ em không có, đúng không? Mà tiêu chuẩn phụ của em thì họ chuyển qua cho mình cũng không đầy đủ luôn. Thì thay vì cái số 1 này em ghi chỉ hội chứng thận hư, em sẽ ghi là cái gì? Dạ, phụ toàn thân. Không. Không, ai ghi vậy? Cái này bài bệnh án lần trước có sửa, có nhắc. Nó có tiêu chuẩn chứ không phải là không, nhưng mà nó không đủ cho em, hiểu không? Nó vẫn trả cận lâm sàng cho mình, nhưng mà nó có hành động chính cũng ra chính, mà phụ cũng đầy đủ. Nhưng mà nó là hướng của hội chứng thận hư. Đúng rồi, phụ này là phụ kiểu hội chứng thận hư, lâm sàng đúng. Cận lâm sàng cũng có cái giống phù hợp. Bây giờ tôi chỉ cần làm thêm để khẳng định điều đó thôi. Tức là nó rất giống hội chứng thận hư rồi. Nhưng tôi cho này tôi không để số, nó để số 1 là hội chứng thận hư được. Mà phải ghi cái gì? Còn thiếu một cái chữ nữa. Dạ, theo dõi hội chứng thận hư. Rồi. Đúng không? Tức là tôi nghĩ tới hội chứng đó rồi. Nhưng mà hội chứng đó nó không có đủ cho tôi chẩn đoán 100%. Thì tôi sẽ để chữ theo dõi. Khi có chữ theo dõi này, bất kỳ nó xuất hiện ở chỗ là chẩn đoán trong phần lâm sàng hay là chẩn đoán của cận lâm sàng đi nữa, thì làm cho cái người nghe người ta nói, người ta nghĩ rằng là à, nó còn cái gì đó lấn cấn trong cái chẩn đoán này, nó chưa rõ. Vậy thì trong cái quá trình mà nó nói biện luận đó, nó sẽ đề nghị cái gì thêm đó, hoặc là có thể phân biệt với cái gì đó. Chứ còn nếu mà em vứt cái chữ theo dõi này đi, em để hội chứng thận hư, thì có nghĩa là em mặc định nó đã chẩn đoán được hội chứng thận hư rồi, đủ tiêu chuẩn theo bài bản sách vở mình nói hết luôn rồi. Và chẩn đoán tiêu chuẩn hội chứng thận hư thì cực kỳ dễ, chị nói với em I3 nó cũng chẩn đoán được. Thì huống gì tụi em I4 có cận lâm sàng rồi mà không chẩn đoán được, đúng không? Tiêu chuẩn số, con số thể hiện rất rõ ràng. Cho nên cái việc bị bắt bẻ ở đây không phải chữ hội chứng thận hư, mà bắt bẻ cái việc theo dõi này, cái chữ theo dõi này. À, và cái chữ theo dõi này nó sẽ không phải chỉ là bệnh lý bệnh thận không đâu, mà những cái bệnh lý khác cũng thế. Em phải xét cái tiêu chuẩn chẩn đoán của những cái hội chứng đó hoặc những cái bệnh cảnh đó đó, nó đủ hay chưa đủ để mà em đặt cái chữ theo dõi này vô. Ví dụ như theo dõi nhiễm trùng huyết,
hả, em phải biết nhiễm trùng huyết nó có tiêu chuẩn gì, vì sao tôi không để chẩn đoán chắn chắn mà tôi phải để là chữ theo dõi suy tim, theo dõi xơ gan, theo dõi gì gì đó của em. Đó. À, cái chữ này em phải đặt đúng chỗ, chứ còn em mà đặt sai là coi chừng em đi thành cái gì đâu không đó, rồi thầy cô sẽ lại nói à không, tại này chị Lan Anh nói nữa thì phiền. À, rồi như vậy chỗ này rõ ràng nó thiếu là nó thiếu tiêu chuẩn phụ. Như vậy thì em thấy là nó chưa có cái gì đúng không, trong cái lúc mà em biện luận cái vấn đề này nè, giải thích mà đúng không, trong cái phần giải thích nè, thì thay vì em chỉ nói những cái người ta có thì người ta cần em phải liệt kê những cái những mình chưa có làm để lý giải cái chuyện là vì sao tôi đặt chữ theo dõi đây đúng không, chứ còn không người ta không hiểu tại sao em đưa cái protein và albumin chỗ này, trong khi cái người người ta đọc bài, người ta I3 nó đọc á, nó nói ủa chị này không thuộc bài hả, sao hội chứng thần hư đâu có tiêu chuẩn này để chẩn đoán đâu mà chị lại để hai này vô, mà lại để số 1 là vấn đề hội chứng thần hư đúng không, I3 đọc vô đúng tiêu chuẩn được vậy đâu phải vậy đâu. À, thì lúc đó em sao cắt cớ em nói không được đúng không, thì chưa làm gì, dạ chưa làm mà không phải là chưa làm mà đề nghị không thêm. chưa có kết quả, chưa có kết quả, có thể chưa làm hoặc chưa không chuyển qua, làm rồi mà chưa chuyển qua kết quả gì. Dạ, có thể là protein niệu 24 giờ hoặc là PCR. Nó đã nằm có mấy tiếng đồng hồ bên kia, dẹp cái 24 giờ của em đi. Ở đây tôi phải mặc định là ở Đại học Y Dược tôi sẽ không thể có tiêu chuẩn vàng được, bởi vì nó có nằm có mấy tiếng đồng hồ thôi, theo như bạn trình bệnh của mình á, thì cái thời Dạ gian dạ nó không đủ để làm nước tiểu 24 giờ. Nhưng mình sẽ làm PCR với lại bilan lipid máu. PCR là gì em biết không? Dạ là protein trên creatinine nước tiểu ạ. Cái đó em có chỉ định làm hay là cái đó em phải ngồi em tính nó mới ra? Em Dạ phân biệt phải. cái cận lâm sàng mà ngồi tính toán và cận lâm sàng mà em đề nghị cái là người ta trả về cho em đúng cái kết quả đó nha. Thì cái đó mình phải tự chia ra. Như vậy em phải đề nghị cái gì em mới có được nó? Dạ, creatinine niệu với lại là protein nước tiểu một thời điểm. Nước tiểu một thời điểm của em trên này rồi nè. Dạ, Trời ơi. vậy trên vậy thôi. Em làm ơn em nghiêm túc giùm chị rất khó chịu là bởi vì cái này không phải là em không biết. Nhưng mà trong cái tư duy suy nghĩ của em á, em không có hoàn toàn focus vô cái câu trả lời này, cho nên em trả lời nó nhấp nhưỡng mà phải đợi chị gợi ý, chị mớm từng cái. Đi thi chị không có mớm nha. Và những cái lỗi này là lỗi bị trừ điểm. Chị báo trước luôn, bởi vì sao có Y6 ở đây. Đã từng có Y6 thi tốt nghiệp nói rằng là tôi đề nghị EGFR. EGFR là một cái kết quả mà phải tính toán mới có, chứ không phải là đề nghị mà mình có được. Hai cái hoàn toàn khác nhau. Và cái này là lỗi cực kỳ cơ bản của năm thứ tư. Nên cực kỳ thận trọng với tất cả những từ ngữ em dùng nha. Chị không biết ở những cái trại khác thầy cô có thể dễ dãi như thế nào, nhưng mà đi xuống tới đây mà từ ngữ em dùng lung tung hết cả lên như vậy á, mà đúng gặp phải cái lúc mà chị đang khó chịu hay gì chị quay quắt lại chị la thì đừng có trách, dễ dàng thì chị nhắc em ha. Bữa nào mà chị ngồi thấy không có chuyện gì xảy ra, bệnh nhân bình thường không có gì hết thì thôi, chứ còn lại bữa đó mà chị khó chịu mà nghe thêm một câu này cực kỳ khó chịu. Những cái gì nó đã được quy chuẩn ở trong textbook y văn rồi á, tự nhiên tức là chị đã được học được dạy theo cái kiểu đó rồi, tự nhiên bây giờ chị nghe một cái người nào đó khác mà nói nó khác đi, mà không phải cái điều đó mình chưa nhắc, tự nhiên mình thấy mình khó chịu. Em phải làm sao em tập cho em cũng có cái tính đó, là hễ mà em đã học cái hội chứng nào là em phải chắc cái đó, mà hễ mà nghe bất kỳ người nào nói cái gì đó không đúng là phải chỉnh liền. Người đó có thể là Y6 lớn hơn em, người đó có thể Y3 là người nhỏ hơn em thì em dạy, nhưng mà lớn hơn thì em nhắc, thì em phải nhắc khéo
chứ còn không mà là các anh chị lớn là dù sao cũng sẽ có nhiều năm đi lâm sàng hơn em, cũng có thể dạy em được nhiều thứ khác, đúng không? Thì chưa có kết quả creatinine liệu này, em phải đóng mở ngoặc là em muốn tính cái chỉ số protein. Cái này là chị nói này là lần thứ hai rồi đó nha. Rồi kết quả gì nữa? Dạ, bilan lipid máu gồm có cholesterol máu, HDL cholesterol và LDL cholesterol máu. Gì nữa? Trên máu toàn phần á. Cái này á, nó không phải là một cái test thông thường cho hầu hết, một cái thái độ thường quy á, thử thường quy cho hầu hết các cái đơn vị mà gọi là tuyến cuối cùng. Tức là chị nói ngay thậm chí cả chợ rẫy, ngay cả thậm chí trong khoa thận, tất cả các bác sĩ trong khoa thận chưa có cái phản xạ thử cái này. Cho nên em đừng expect bệnh viện khác người ta thử cho em cái chuyện này. Em nói em được học nhưng mà bây giờ người ta không chịu làm, giờ sao? Thực tế em nhìn đi bao nhiêu bệnh nhân ở trong cái khoa thận của tụi chị đó, lúc thời gian em còn đi lâm sàng, em thấy được làm cái này. Tất cả các cái chỉ định đó tàu hết, hoặc là chị hoặc bác sĩ Sơn Lâm Ký, không ai làm hết. Cho nên cái này á, em đưa lên đầu á, thì em phải cẩn thận nha. Mình học lý thuyết là một chuyện nhưng mà áp dụng lâm sàng là chuyện khác. Mình sẽ phải hỏi, ủa cái chỗ đó có được trang bị cái thử creatinine liệu không cái đã? Chứ không phải là mình cứ muốn đòi là đòi tới chỗ đó người ta làm không được hay sao. Nhưng mà đạo bây giờ thực tế là nó có thể làm được nha. Có thể làm được ha. Vấn đề là chưa ai làm thôi. Rồi. Còn những cái này là những cái thông thường. Thì thay vì em đưa những cái mà nó hiếm, ít khi nào xảy ra quá, thì em hãy đưa những cái gần mà thường người ta hay làm hơn. Cái cách mà em show cái cận lâm sàng ra cũng cho em thấy được là em hiểu gì về cái cơ sở y tế đó, hoặc là em hiểu gì về cái gọi là theo cái sinh lý bệnh thông thường, đúng không? Nếu mà đạm điều 24 trong cái tiêu chuẩn á, trong cái tiêu chuẩn bây giờ tôi nói quay ngược trở về tiêu chuẩn của hội chứng thận hư á, người ta nói tiêu chuẩn vàng là đạm điều 24 giờ, mà người ta có nói PCR không? Rõ ràng là không, đúng không? Tiêu chuẩn em được học đó, không hề đá động tới là PCR. Nhưng mà bởi vì nó có cái đạm điều 24 giờ, nó có những cái nhược điểm của nó. Nhược điểm đó là lý thuyết mình đã được biết rồi. Như vậy thì thay vì tôi thử đạm điều 24 giờ nó mất thời gian, tôi dùng cái PCR này tôi thay thế tạm thời cho nó rồi. Chứ nó không thể nó thay thế hoàn toàn. PCR nó không thay thế hoàn toàn. Nó thôi là 24 giờ phức tạp quá, thôi làm PCR thôi. Không được. Người ta vẫn cần cái đạm điều 24 giờ. Vẫn là hội chứng thận hư đó. Bây giờ tiểu đạm gì nó 1000mg, người ta vẫn biết nó 10, người 3.5g, người 4g, người 10g, người 20 mấy g, nó vẫn khác nhau chứ, điều trị nó cũng có thể khác nhau nữa mà. Đó. Cho nên là em không thể nào em đưa cái PCR để thay thế hoàn toàn đạm điều 24 giờ. Em đưa lên như vậy thì cái người mà ta nắm chắc là hội chứng thận hư, ta nói nhận không phải bài. PCR đâu nằm trong tiêu chuẩn đó đâu, nên đừng đưa nó lên trên đầu tiên như thế này. Người ta đánh giá em á, cái người nào mà nghe mà không có ý kiến gì thì coi như cái người đó không biết gì thì mới nói là em đúng, chứ còn lại là chỉnh như thế này. Thậm chí cái này em không nói PCR luôn, không ai nói em gì hết, nhưng mà nó bắt buộc phải có cái này. 24 giờ không có là bởi vì nó nằm không đủ thời gian, không có, không ai trách em. Em đừng đụng chạm tới 24 giờ rồi hết. Thì rõ ràng tiêu chuẩn của em đúng, đâu thiếu gì đâu, đúng không? Rồi, đó là mới có hội chứng thận hư. Tức là em làm tới đâu chị sửa tới đó đi, chứ còn lại mà đợi em đọc hết rồi mới ngồi sửa rồi góp ý nữa mệt quá. Rồi tiếp, số 2. Dạ, số 2 là bệnh nhân có tổn thương thận cấp thể thiểu niệu ngày 7. Vì lâm sàng thì bệnh nhân có tiểu ít 7 ngày. Tiếp theo là cái xét nghiệm của bạn thì không có bull, chỉ có creatinine huyết thanh thôi, thì creatinine có tăng nên nghĩ tới tình trạng suy thận. Rồi, câu tới đây vẫn đúng.
ta đây chấp nhận. Cái tiểu ít 7 ngày này á, thì chắc chắn là mình phải đi xác minh lại là liệu rằng cái 300ml mà của 5 ngày sau khi vào chợ rẫy đó, liệu tôi có thể nghĩ rằng là trước đó một tuần lễ nó cũng là 300 không, hay là nó ít hơn hay như thế nào. Đó, cái mốc 300 nó dễ cho em lắm, tại vì dưới 300 là tôi kết luận luôn là nó tiểu, là thiểu niệu rồi. Tôi dùng luôn cái chữ thiểu niệu á, mà thiểu niệu là nó được xếp vào tiêu chuẩn của siêu thần cấp đó nha. À, chứ thay vì em dùng chữ tiểu ít nè, thì người ta nói phù nhiều quá tiểu ít cũng được, nhưng mà nếu thiểu niệu một cái là rồi. À, thiểu niệu thể tích nước tiểu 24 giờ dưới 400ml một ngày, em đúng ca này 300 nữa là quá quá ư là đủ chuẩn của em. Và chuẩn đó là chuẩn là vừa thể tích nước tiểu và vừa creatinine luôn, đúng không? Rồi, cái gì mà giả định nè, đó đọc đi coi giả định cái gì vậy. Cái này chị không dạ. biết ở đâu con số 0.95 này nữa vậy trời ơi. À, tại vì bệnh án bạn khúc cuối bạn có ghi là creatinine của bệnh nhân là 0.95. Đẹp, rõ ràng là nó không có nền nha, cho nên là làm cho mình bị lẫn lộn nhầm lẫn nha. Bạn em đang lấy cái creatinine của chợ rẫy đúng không? Theo giống tình hồi nãy nói là đây là của chợ rẫy đúng không? Hay là của không, ai? Không phải chị ơi, số đó đâu? Không có chị. Số không đó có số này luôn hả? Dạ đúng rồi, không có. Ủa chứ đâu ra số 0.95, tự nhiên sao em đưa cái này vô em lộn bệnh nhân khác vô hay sao? Lý giải, tụi chị cần biết chứ đồng không chị không hiểu là chị sẽ không sửa cho em được cái lỗi tư duy gì ở đây. Mà tại sao có con số 0.95 của bệnh án kêu sửa, tức là nộp lần 2 thì có cái 0.95 này, còn cái nộp lần đầu nó không có 0.95. Dạ, con số 0.95 đó là từ một cái phần biện luận của cái bài trước em xài số đó. Rồi em... Và em copy back. Dạ đúng rồi chị. Thì là của bệnh nhân khác cắm vô bệnh nhân này. Rồi. Dạ phải. Trời ơi. Vậy thì bây giờ chị vứt hết hai cái này đúng không? Nhóm làm bệnh án. Đó, quên lộn, bạn đang đọc nè. Hà. Xử hết dạ. này ha. Chưa lấy phần giả định 2 tại vì em cần lặp lại cái creatinine huyết thanh để theo dõi cái biến động delta của nó. Thì nếu vậy chỗ này là không biết. Creatinine lúc khởi phát bệnh một tuần. Dạ. Thì cái này đâu phải giả định, cái này là cái việc em sẽ làm. Đúng không? Giả định là cái nào mà tôi biết á, tức là giả định giống như tôi đoán là cái gì đúng không? Còn cái này rõ ràng em đâu đoán được đâu, không có gì cũng không biết hết trơn à, lặp lại cũng không có. Thì chắc chắn là cái việc này không cần giả định mà nó tăng thì tôi sẽ lặp lại. Không có cái nhìn nền là cái thứ ba nữa. Nhưng mà vậy rồi em nói sao ra cấp? Đó là chỉ có thay đổi thể tích nước tiểu đột ngột 7 ngày cho em thì may ra. Đúng không? Dạ. Đó. Cho nên nếu mà ngay từ đầu cái chỗ này á, mà em làm tốt á, thì sẽ không có gặp khó khăn đâu. Chính vì cái thay đổi thể tích nước tiểu gọi là đột ngột cấp tính từ giờ tới ngày. À, rõ ràng là trong vòng 7 ngày. Đúng không? Là nội cái đó thôi là để nói cái chữ cấp cho em rồi đó. Và kết hợp đó là em thấy sự tăng các sản phẩm thoái dáng của azot, đó là biểu hiện bằng creatinine. Thì hai cái, một cái suy thận, cái cấp, thì kết hợp lại em sẽ nói đây nó là một cái suy thận cấp, hay nói khác đi nó là một cái tổn thương thận cấp, là cái thuật ngữ mình dùng thôi chứ còn lại thực tế nó là tổn thương thận cấp, đúng không? Như vậy thì cần biết ha, cái tiểu ít này á, để cho tôi nói được nó là thiểu niệu, đúng không? Ngày thứ bảy. Ừ. Đụng tới việc thay đổi thể tích nước tiểu rồi á, là bắt buộc phải ra từng ngày từng giờ cho chị nha, chứ còn lại mà cứ nói một cách chung chung mơ hồ kiểu này á, là cái bệnh án siêu cấp em nó không ra được, nó ra được đúng cái hồn của bệnh án siêu cấp.
khi lên cấp là phải thấy ngày một tới ngày mấy nước tiểu sụp 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 giống như ngày hôm qua chị mới khám một ca cũng y chang giống như em, người không có gì bệnh địa trơn từ trước á. À, nếu mà tuần sau mà Y6 mà vô nha, Y6 mà vô lâm sàng cái nhóm đang đi thận á, chị nói luôn em coi cái ca ông Phạm Văn Chủ á, ông đó cực kỳ hay mà chưa biết nguyên nhân là cái gì hết, tại vì đổ giường tán loạn nên hôm nay chị không có được coi tiếp. Ông đó là điển hình luôn của một cái thay đổi thể tích nước tiểu đột ngột, cái rụp xuống luôn, tức là nước tiểu ông từ lít mấy bình thường ngày hôm sau ông vô bằng zero. Thực tế nó có một cái khoảng giảm xuống rồi nó mới thành zero. Zero hoàn toàn đúng nghĩa zero luôn, nó không ra giọt nào luôn á. Nhưng mà cái khoản mà nó giảm đó, thì ông này ông cụ lớn tuổi quá, ông không có để ý, người nhà chăm sóc cũng không để ý. Nhưng mà nó có giảm, thì cái phần giảm đó nó ghi nhận trong cái giấy chuyển tuyến của ông. Tức là nó có cái quá trình của nó, cái bệnh án của tôi đọc lên một cái là biết tổn thương thần cấp. Còn cái bệnh án này của em đọc lên nó cũng chả ra, còn chứ hình hơn hồi chứ hình suy cấp nó cũng chẳng ra được cái suy cấp nữa. À, cái nhóm Y6 á, tuần sau mà em là em gặp được cái ông chủ đó, em làm bệnh án ông đó luôn đi. Ông đó sẽ để dành một cái buổi để mà gọi là trình về suy nghĩ cấp. Rồi lúc đó mà Y4 mà còn đi được á, còn thời gian á, thì muốn tham gia tính sau ha. Chứ còn lại thì chỗ này thì đành phải ghi cái câu là tổn thương thần cấp thể thiểu niệm ngày 7 một cách cực kỳ miễn cưỡng thôi, chứ còn lại là không có thuyết phục, không thuyết phục được nha. Bắt buộc phải lặp lại là chuyện đương nhiên. Cái này nó thật sự nó giống như là cô Sáu á. Sáu á là ai tôi vô tôi cũng làm vậy, đương nhiên rồi ha. Nhưng mà rõ ràng là với cái bệnh cảnh của ông này, tôi vẫn hướng ổng là của cấp hơn, chứ tôi không có làm cái chuyện mà của mạng được đâu. Ông này đâu có một cái gì tôi tự nhiên sụp một phát một vô nó vậy ha. Thì đồng ý á, chỗ này nếu mà có ai mà nhìn một cái tinh ý hơn nữa, đặc biệt là những mấy bác sĩ mà sau đại học họ thấy cái chi tiết này. Cái chi tiết này để cho thấy rằng là cái bệnh thận này của ông đã có lâu rồi. Tức là cái hội chứng thận hư này ông bị là ông bị lâu rồi đó, chứ không phải là mới đây. Tức là không phải 2 tháng là mới khởi phát đây đâu, mà nó có thể bị từ trước đó nữa. Nhưng mà lúc đó tại vì ông không có triệu chứng, ông mới đi. Chứ còn mấy mà cái ca mà nó mới bị tức thì luôn nha, tức là bệnh nó mới khởi phát luôn á, rồi nó phù lên luôn cho em á, thì thường những cái albumin, những cái thay đổi của hội chứng thận hư á, nó không có rõ ràng. Nhưng mà cái đó thì nó không có tuyệt, chị không có bắt tụi em phải nhìn ra được những cái điểm đó là à, bệnh này khởi phát bao lâu, bệnh cũ hay bệnh mới hay như thế nào. Nhưng mà em thấy được đủ tiêu chuẩn hội chứng thận hư là được ha. Em có thể nói câu này ha, nhưng mà ca này thì chị nghĩ ổng sẽ không có cái bằng chứng bệnh thận mãn đâu. Em cứ việc làm cái đề nghị là xem những cái bằng chứng của bệnh thận mãn ha, coi thử rồi ổng có những cái này có hay không. Nhưng mà siêu âm bụng kích thước hai thận thì hình như đọc bây giờ người ta có làm, mà hồi nãy chị nhớ là các bạn có đọc mà đúng không, mà không ghi kích thước thận thôi, chỉ ghi là siêu âm bụng thấy cái gì đó thôi đúng không? Dạ đúng chị. Thì như vậy á, là em nhớ ha, sau này nó sẽ thành một cái stress của mình luôn. Tức là nếu mà em gặp cái ca nào mà cần siêu âm bụng, chưa cần biết là nó có suy thận hay không, thì làm ơn cứ ghi là xin đo dùm kích thước hai thận, để giống như là một cái thói quen luôn, là sau này thành cái phản xạ. Bây giờ bất chấp bệnh nhân đó là bệnh gì không cần biết, đối với chị vô phải là kích thước hai thận giống như là mù quáng luôn vậy đó. Rồi nó bình thường sao tôi bỏ qua, còn nó ủa thêm một kích thước thận thôi mà nó đâu có làm cho khó khăn gì đâu. Mà lẽ ra đó nha, chị nói thực tế là bác sĩ siêu âm phải làm chuyện đó, không cần mình yêu cầu, mình phải để cái chi tiết đó vô để mình yêu cầu siêu âm họ đo cho mình, thì thật sự là hơi quá đáng rồi. Dạ. Tiếp theo là mình cái phần tiền căn em bỏ tại vì em nhầm cái, đúng rồi, cái này đâu có được, cái này là sai. Nhưng mà vậy nó hết rồi à? Em chi bệnh nhân thì tại vì cái phần suất nhẹ bạn khai thác em không thấy nó rõ quá nên em không biết là có đủ cái tiêu chuẩn để đặt vô cái hội chứng viêm toàn thân hay không. Vậy thì đặt thành gì?
Vậy thì đặt thành cái gì? Nếu như không đủ thì đặt cái gì? Dạ, em đặt sốt. Đúng rồi. Nếu không đủ gom thành hội chứng thì đặt triệu chứng. Trời ơi, cái đó là nguyên tắc của năm thứ ba. Em phải làm sao em linh động tất cả từ năm 3, năm 4, năm 6, làm sao nó phối hợp một cách nhịp nhàng, chứ đâu phải rập khuôn mọi cái lúc nào cũng phải thành hội chứng đâu. Giờ nó không rõ, tôi sốt, nó nhiễm trùng đâu, thấy được, bằng chứng có, thì ghi viêm phổi, nhiễm trùng hấp trên, dưới gì đó của em, ai biết, hay nhiễm trùng tiểu gì đó. Còn nó không rõ, thì tôi ghi triệu chứng. Rồi, bây giờ sốt. Bây giờ sốt chỉ dựa vào lời khai, đúng không? Hoàn toàn không có căn cứ gì hết, thân nhiệt cũng thấy, qua tay chạy rãi cũng không thấy sốt gì luôn, mà ông cứ kêu là sốt, đúng không? Cái gì trong cái mớ đóng lằn nhằn của cận lâm sàng đã bây giờ nó có giúp em được cái tình trạng sốt này là do cái gì không? Nói thẳng là nhiễm trùng, sốt mà tôi hay nghĩ ngoài cộng đồng tôi hay nghĩ tới nhiễm trùng mà, đúng không? Cái này em có nghi ngờ, tại vì cái công thức máu bạch cầu nó có tăng là 18.000. Rồi. Có nêu chu thế cầu cái đơn vị bên Đại học Y Dược nó sẽ hơi khác với lại bên Chợ Rẫy nha, cho nên em coi lại đơn vị để em bổ sung vô. CRP có không? Dạ chỉ có protein serotonin à. Có neutro phần trăm đúng không? Dạ là 85%. 85. Dạ. 85% là nhiều rồi đó. Dạ. Một canxi tonin là Đại học Y Dược nó còn cao cấp hơn nữa, chứ còn lại thường thường là mình chỉ có CRB thôi. Còn canxi tonin nhiều. 0,34 nanogram trên ml. Còn tăng hay giảm, chị không hay nhìn cái chỉ số pro-canxi tonin, chị không cho đề nghị giá thường á, nhưng chị không nhớ. Dạ tăng à. Cái nào mà em ít gặp á, em không gặp nhiều á, em có thể cho mọi người biết cái giá trị bình thường để mọi người cùng học. Hoặc là nhớ lại, tại vì thực tế cái này chị không có dùng lâm sàng hàng ngày với procalcitonin luôn á. Bình thường là nhiêu? Dạ, dưới 0,05. Chị thì cái này nó tăng, đúng không? Dạ. Chắc chắn là nó có một cái ổ nhiễm trùng, cho nên là bây giờ là ở chẩn đoán đạo bây giờ nó ghi câu là tình trạng nhiễm trùng, là em thấy chỗ đó là em có thể gom vô thành vấn đề rồi. Mà nhiễm trùng nằm đâu? Dạ, cái này em nghi ngờ ở bụng, tại vì lúc mà diễn tiến bệnh phòng mà có ghi là bệnh nhân có ứng đo thần vị. Bảy, Đại học Y Dược. Đại học Y Dược. Đại học Y Dược mà, các vấn đề tại Đại học Y Dược chứ bộ, trời ơi. Thời điểm nào rõ ràng, thời điểm đó em không có được gom. Em không có được mà lấy theo cái kiểu mà tiểu ích của chị giống như là ở Chợ Rẫy em gom ngược về trước. Đâu được, vẫn chơi hoài. Cái dụ như tiểu ích thì nó có thể là một cái diễn tiến. Càng lúc càng tiểu ít dần, chứ khó lòng mà tiểu ít rồi nó chưa làm gì hết mà. Làm sao mà nó qua nước tiểu nhiều lên lại được. Nhưng mà cái đau bụng là một cái nó không thể nào nó diễn tiến. Nó có thể là một cái cấp tính nó mới xuất hiện. Trước đó hoàn toàn không có, bây giờ bụng cái nó có. Rồi sao? Nó khác chứ. Trời ơi, đâu có thể nào gom vô được. Thì thời điểm này là nghĩ cái gì? Thời điểm này thì theo cái khai thác của bạn thì em chưa thấy là đang ổ nhiễm trùng nào hết trơn chị. Em có biết cái mà người ta ghi là thay vì ghi sốt hơi khơi không nè, thì sẽ có những bác sĩ người ta sẽ ghi cái câu chẩn đoán cho cái trường hợp mà sốt mà tìm hoài không biết ổ nằm đâu. Sốt không rõ ổ nhiễm trùng thì là tăng nè. Theo dõi, chỗ này em sẽ nói là theo dõi có tình trạng nhiễm trùng đúng không? Yeah. Tại vì procalcitonin mà không thể nào nó viêm hơi hơi đâu được. Giống y chang giai đạo bây giờ. Chỗ này, những cái đường vào thông thường mà em có, em hay thấy, ví dụ phổi. Cái này nó thật sự là em sẽ phải là cái gì? Nhìn cái phim. Chứ em không có nhìn cái câu kết luận của cái phim. Em phải đọc cái phim thực tế luôn đó nha. Tại vì rất là nhiều cái phim x-quang của ngay tại khoa thận rồi kết luận là trong giới hạn bình thường, phổi trong giới hạn bình thường. Mà nhìn cái phim thực tế là nó rất là ghê. Lý do tại sao em đừng hỏi chị ha, cái người ký trong khoa x-quang, khoa chẩn đoán hình ảnh nó là ai chị không biết.
Cho nên là nếu mà đã là phim hay OCR hay là khí máu, đó là những cái em đã được đào tạo là em tự đọc á, thì làm ơn em thấy những cái đó em đọc luôn giùm chị, chứ em đừng có nhìn cái tờ kết luận nha. Chị nói một lần nữa, Y4 lẫn Y6 là viết cái kết quả, những cái kết quả hình ảnh mà X quang, OCR ha, khí máu, những cái mà em được dạy á, là toàn bộ là em phải tự phân tích hết. Nên cái câu mà chuyển tuyến của đào bị dược đi qua X quang phổi chưa phát hiện bất thường hay gì gì đó là chị nghi ngờ. Mình nghi ngờ. Đúng không? Nó ghi gì? Nó ghi câu gì trên X quang không? Dễ chuyển qua nó ghi gì nữa? Dạ, X quang ngực không nghi nhận bất thường. Mà trong khi cái ông này á, em chưa cần coi cái phim phổi, em đoán ổng là ổng sẽ phải có cái gì trên cái phim đó. Dạ, không có, phải là cái vấn đề sốt này. Dạ có tràn dịch. Kiểu gì người em phụ như cái lưu hội chứng thận hư em khác được hội chứng ba giảm các kiểu đồ nữa mà, đúng không? Bao nhiêu lần em cũng chế được cái thằng hội chứng thận hư tràn dịch màng phổi. Thì tại sao cái phim ông này ông không có được cái miếng nào trên cái X quang ông, miếng tràn dịch này kia hết, mà đọc là chưa phát hiện bất thường như vậy là chị đã biết chắc là cái kết luận này là không chính xác. Mà đã không chính xác rồi là tôi không tin. Có nghĩa là cái ổ nhiễm này vẫn có thể là từ đường hô hấp được. Mình không thấy phim, trừ khi nó chuyển cái phim qua cho tôi tự tôi đọc. Tôi không có nhìn anh đọc. Không là tôi phải coi cái phim mới nhất. Nghĩa là chưa loại trừ, đúng không? Chỗ này tôi chưa loại trừ. Và ở chỗ này em phải thấy được là bệnh nhân vẫn có thể nhiễm trùng đường hô hấp được, tức là viêm phổi hoặc là viêm phế quản, mà lâm sàng không có miếng triệu chứng nào được ngoại trừ sốt. Chứ đừng nói với chị là chị ơi nó phải ho, nó phải đau ngực kiểu màng phổi, rồi phổi nó phải nghe ra, dẹp đi, dẹp đi nha. Những cái lý luận đó là những lý luận suông, lý luận quỳnh, đó là cái kiểu của Y3. Còn lên thứ năm thứ tư và năm thứ sáu là em sẽ bắt đầu học những cái biến thể không có điển hình, tức là vào một cái nhiễm trùng nặng, đặc biệt là những cái bệnh nhân mà cái cơ địa suy giảm miễn dịch như là bệnh hội chứng thận hư như thế này, thì em mà nó có sốt được như vậy thôi á, là em cũng phải nghi liền cái ổ nhiễm là có nhiễm trùng rồi, chứ chưa cần chờ cho tới khi mà nó phải có chỉ chuyển ổ nhiễm nằm ở đường hô hấp hay nằm ở đâu đó chỗ nào khác mới được lại nha. Bệnh cảnh không điển hình sẽ nhiều hơn cái phần điển hình đó. Rồi, chỗ X quang ngực tôi không rõ. Thế bây giờ còn ổ đường vào chỗ nào khác không? Dạ, cái phần viêm mô tế bào thì không có thấy. Triệu chứng lâm sàng không thấy. Gì nữa? Cái gì thấy ghi đi. Cái nào thấy ghi trước đi. Cái nào nó có cần lâm sàng cho em ghi trước. Rồi cái nào không thấy mới ghi sau cùng. Còn đường nữa. Cái nhiễm vi phúc màng nhiễm khuẩn viêm nguyên phát thì em chưa nghĩ tới. Vậy là không còn cái nào khác đúng không? Cận lâm sàng nó chuyển qua chỉ có nhiều đó thứ để em nghĩ là có thể gợi ý được ra thứ gì. Dạ. Vậy thì giờ, nếu mà chưa làm, chưa có kết quả thì theo em sẽ chưa có kết quả gì xét nghiệm. Chọc dịch bán. Mình không chọc thường quy trên những trường hợp mà nghi vi phúc mạc nhiễm khuẩn nguyên phát ở người hội chứng thận hư. Nó khác với lại cái người mà sơ gan nha. Không chọc thường quy. Lâm sàng nó phải có ổ chỉ điểm, tức là nó phải có triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, ó đồ này kia mình mới làm. Chứ còn lại chỉ sốt đơn thuần mà đi chọc dịch thì không phải. Dạ, em cho lại cái X quang ngực thẳng là trên rồi. Chị đánh dấu chấm hỏi dạ. Cho em trên này rồi. Còn cái nữa. Một cái nữa máu. Là bậy. Gì mà cái máu. Mình phải có cái ổ đi cái đã rồi em mới nghĩ tới nhiễm trùng huyết chứ gì bay thẳng vô trong máu vậy. Ủa tự nhiên vi trùng chui vô máu trời. Cái đường vào của nó đâu? Điều đó để cho thấy là em nhìn không ra được y chang như đại học y dược. Tức là sau này nếu em đặt em vào vị trí của bác sĩ nhận cấp cứu của đại học y dược, em tiếp tục em làm thiếu cái đó và em không chuyển cái kết quả xét nghiệm đó qua chợ rẫy.
mà cái đó hoàn toàn nằm trong tay em nha. Em có làm rồi chứ mà không làm. Tại bây giờ có làm rồi mà không chuyển kết quả đó qua. Cái gì? Những cái ổ nhiễm nào trời, nó quay dần về cái hội chứng nhiễm trùng thôi mà. Không phải là nhiễm trùng huyết, nhiễm trùng cái đường vào thông thường đơn giản vô cùng á. Dạ, nhiễm trùng tiểu. Đúng rồi. Mà muốn biết có nhiễm trùng tiểu hay không thì sao? Dạ, tổng phân tích nước tiểu qua thử có bạch cầu đi chích đó như thế nào. Cho nên là trong tổng phân tích nước tiểu như vậy thì nó lại thành một cái xét thứ ba cho em nữa, là một khi em đã đặt bút viết xuống tổng phân tích nước tiểu thì không phải chỉ viết mỗi mình protein niệu như thế này, mà tôi cần cái gì nữa. Tôi gọi là tổng phân tích nước tiểu 10 thông số. Nói thật á, nếu mà đúng ra là anh phải chuyển cho tôi đủ 10 thông số thì nó mới đúng cái xét nghiệm này. Anh muốn tiết kiệm, anh muốn rút gọn lại thì phải rút, nó phải còn cái ý nghĩa của nó chứ, rút mà rút sạch kiểu này như thế này là chết, đúng không? Tôi cần biết cái thông tin là ít ra là tôi biết coi tiểu hồi chứng hư này là gọi là thuần túy không thuần túy ở cái phương diện là nó có tiểu máu hay không, đúng không? Không biết hồng cầu nó như thế nào. À, đó là cái chuyện của hội chứng thận hư. Còn cái chuyện bạch cầu là nó có thể có liên quan là một cái bệnh đi kèm nào đó. Giống như tôi nói là cái này nó nhiễm trùng tiểu nè đó. Rồi gì nữa? Ni trích âm hay dương? Đó là những cái tối thiểu đó. À, và đặc biệt nha, nếu như thà nếu mà em không biết gì, em chuyển đủ 10 thông số thì không ai nói gì em. Mà em chuyển là em tưởng là em biết về hội chứng thận hư, em chỉ chuyển cấp protein niệu thì người ta nói một câu, cái người đứng về làm về thận như chị hay cô hay các bác sĩ trong phòng nói một câu, anh không biết gì về hội chứng thận hư. Nếu mà chuyển kết quả đạo bị vượt qua như thế này thì nói một câu là không biết gì về hội chứng thận hư hết, gluco trong nước tiểu đâu, cái gluco trong nước tiểu này nó tiên lượng nhiều thứ lắm á nha. Nó cho mình biết rất là nhiều thông tin luôn. Chứ em đừng tưởng là nó âm tính rồi thôi, bình thường đi qua. Nó âm tính nó sẽ cho tôi tiên lượng khác, mà nó dương tính thì tôi sẽ đi theo cái chiều hướng khác. Cho nên thả không biết gì, chuyển hết qua. Rồi tôi muốn nhìn gì tôi nhìn. Cái người sau người ta muốn đánh giá, người ta đánh giá. Còn mà chuyển mà bà chuyển thiếu kiểu này, tưởng là mình biết thì thực tế là nó chả gì, chả nói là được gì nha. Rồi máu thì chị nghĩ là nó sẽ không cấy, nó còn không biết ổ nhiễm nằm đâu lấy gì nó cấy, đúng không? Rồi như vậy là theo dõi có tình trạng nhiễm trùng và chưa loại trừ là nhiễm trùng hóa. Còn nếu như chính bản thân em cầm được cái phim, thấy cái phim em đọc, em không thấy cái tổn thương nào hết, chắc chắn là nó clear, nó sạch á, thì em sẽ ghi là không rõ ổ nhiễm hoặc là không rõ đường vào. Nên tôi có chữ theo dõi, cho nên cẩn thận ha. Lúc này là mình, vấn đề của tôi chỉ có chữ số thôi. Nhưng mà để mà ra cái chẩn đoán cuối cùng thì thật ra mà nói nguyên cái câu này nè, mà em bưng lên trên số 3 thì nó sẽ làm cho người ta thấy hơi khó chịu, là bởi vì sao? Vấn đề nó hơi mơ hồ, đúng không? Vấn đề này thì nó khá mơ hồ. Nhưng mà nếu em để chữ số thì nó không mơ hồ, nó là một cái triệu chứng được xác định là bệnh nhân có khai, đúng không? Và nó lặp đi lặp lại trong nhiều lần của bệnh nhân trong cái bệnh sử của mình, chứ không phải là nó kiểu mơ mơ hồ. Bệnh nhân có khẳng định điều đó thì tôi tạm chấp nhận điều đó, tức là nó có khẳng định, nó có hiện diện, bệnh nhân có lặp đi lặp lại cái triệu chứng đó, cái than phiền đó với mình. Còn cái này á, mặc dù tôi chỉ có một cái duy nhất là bạch cầu tăng của protein, nhưng mà ổ nhiễm là mơ mơ chung chung hồ. Thực tế nó có mà không phải không có, vấn đề là cái kết quả nó rất là nhập nhằng ha. Thì để tránh đi cái điệp cái tiếng cho cái đồng nghiệp mà tiếng trước của mình á, thì mình mà phải giải thích cho bệnh nhân á, giả sử mình đặt tình huống vậy, bác sĩ ơi, nhà tôi vậy đó, giờ bệnh gì, giờ bác sĩ giải thích bệnh cho tôi tại sao lại chuyển đi qua Chợ Rẫy, thì lúc đó đây là một cái bỏ ngỏ cho em để em giải thích với người nhà.
chứ em không thể nào em nói gì là sốt, ai chả biết là sốt vô tới em rồi em còn nói sốt thì đâu khác gì với lại ổng ở nhà đúng không, thì mình có thể lý giải cho ổng tạm thời là như vậy đúng không. Và với cái lý giải này thì cái việc mà em thấy là à bây giờ mà có xài kháng sinh như vậy nó có thể là một cái điều hợp lý. Rồi còn vấn đề gì nữa không? Dạ không ạ. Các nhóm khác có đồng ý với lại ba vấn đề này của bạn không? Cái câu số 4 này là cái câu mà nó đã lồng ghép đúng không? Sở dĩ chị đặt nó dưới cái câu này là bởi vì chị biết chắc là tới cái vấn đề truyền cấp này thế nào em cũng đề cập tới cái dạng suy thận. Em có thể em lặp lại. Nhưng mà cái gì đó rõ ràng là ở đây em sẽ thấy nó không có đạt yêu cầu như là mình muốn đối với cái chuyện là bệnh nhân có tiểu ích, như vậy là không đạt. Rồi. Nhóm Y4 có thắc mắc gì tới đây nè, có thắc mắc gì không? Chín giờ rồi, mình sẽ giải quyết cái câu số 5 luôn. Rồi mình off. Câu số 5 sẽ là cái câu làm chẩn đoán, đúng không? Viết hai chẩn đoán. À, chị sẽ chọn cái bệnh án của quên cái câu trả lời. Nhóm 3.1. Nhóm 3.1 có đây không vậy? Thái Nguyên Nhật Quang Huy Thông có không để biết gọi đường gọi chứ. Dạ thưa chị, nhóm 3 là mấy bạn đang học bên hô hấp với chị. Hai nhóm 3 rồi đang học hô hấp nha. Ê vậy thôi, nó nghe vậy nhóm mà các bạn vừa trả lời tức thì em đọc luôn đi. Em đọc luôn cái câu chẩn đoán của em. Xin lỗi nha, tự nhiên chị đóng lại chi vậy trời. 2.1 đúng không? Chị phải là share lại nữa. Em đọc luôn hai câu chẩn đoán của em đi rồi mình nghỉ. Dạ, chẩn đoán của tụi em là thứ nhất là hội chứng thận hư tái phát không thuần túy nhĩ nguyên phát biến chứng tổn thương thận cấp thể thiểu niệu ngày 7 cardigo giai đoạn 3 theo dõi nhiễm trùng. Thấy không, em thấy nếu mà phân tích cho nó rõ ràng tới nơi tới chốn tự nhiên cái câu này nó thiếu mất nguyên cái mảng mà chẩn đoán nhiễm trùng. Rồi. Dạ, ở dưới là hội chứng thận hư tái phát không thuần túy nhĩ thứ phát do viêm gan siêu vi BC biến chứng tổn thương thận cấp thể thiểu niệu ngày 7 giai đi vô giai đoạn 3 theo dõi nhiễm trùng hô hấp. Ở đây sao lại là chữ tái phát vậy? Dạ lúc đầu em nhầm cái dịch vụ tiền căn của hội chứng thận hư nên em bỏ vô thay tái phát. Tất cả cái diễn tiến bệnh của ca này từ 2 tháng trời nay chỉ là một thôi nha. Em tránh bỏ qua, bỏ ngay trong đầu cái suy nghĩ là bệnh nhân hết phù là hết hội chứng thận hư. Đó là cái suy nghĩ của bệnh nhân của mình á, mà không có theo dõi điều trị gì hết, cứ nghĩ rằng là hết phù là hết bệnh và tự ý ngưng thuốc, rồi sau đó cái phù lại cái nghĩ rằng là bệnh tái phát, rồi đi nói với em vậy cái em cũng nghĩ rằng hội chứng thận hư tái phát. Không có,
tiêu chuẩn chẩn đoán hội chứng thận hư tái phát rõ ràng đều có hết rồi đó. Đúng cái đó, tôi nói là tái phát, không đúng thì không phải tái phát, nó chỉ là một cái quá trình bệnh lý nó diễn tiến như vậy thôi, do bệnh nhân không tuân thủ. Thì hỏi một câu tôi có phân được không? Không phân được. Thì tôi không có gọi nó tái phát hay là cái gì gì hết, tôi không xếp loại được, tôi chỉ nói đó là hội chứng thận hư hết. Mà cái em nói được ở đây thì em lại không nói. Đó là lần đầu. Đúng không? Cái này nó mới bị lần đầu. Lần đầu tiên nó mới bị triệu chứng luôn mà. Chứ đâu phải là nó bị 8 kiếp mấy năm mấy tháng gì hồi đó, xưa lắc xưa lơ gì, đã từng bị, đã chữa, đã thuốc men gì, rồi ngưng thuốc gì đâu, đúng không? Lần đầu. Không thuần túy. Rồi, đồng ý. Vi phát rồi. Tổn thương thận cấp thiểu niệu ngày 7, Cardigo giai đoạn 3. À, đó là em lấy ở Chợ Rẫy đúng không? Thì cái này em phải lý giải chứ còn không là người ta sẽ không hiểu đúng không? Nêu hai chẩn đoán phù hợp với lại lý do nhập viện của bệnh nhân này. Là lý do nhập viện này thì tính ở tới Chợ Rẫy mình đúng không? Như vậy thì tại sao em có được cái chữ là giai đoạn 3? Dạ, lúc đầu là tại vì bạn kêu là cái creatinine nền của bạn là 0.95 nên mới chia ra cái giai đoạn 3. Bây giờ nó không có, 2.3 thôi, creatinine vô là 2.3. À, dạ, cái Chợ Rẫy thì tới ngày 20 với ngày 19 thì nó mới tăng lên là... Không, bây giờ nó nhập Chợ Rẫy ngày 15 mà, vẫn chơi hoài, ngay... Em đừng có lấy những ngày sau, em phải đặt mình vô cái thời điểm là bây giờ tôi đứng ngay ngày đầu tôi nhập vào cấp cứu Chợ Rẫy á. Dạ. Em có được cái buông rề của ngày đó không? Hay là em không có? Ngày 15. Dạ có ngày 15, nhưng mà nó 15 giảm chị. Là nhiều. Là 2.01. 2.01. Vậy thì em phải lý giải à? Đúng không? Nó có quay quanh cái chuyện là tiểu ích. À, không biết bao nhiêu, nghĩ rằng khoảng 300 đó, nhưng mà ai biết mà trong 7 ngày. Và cái điều này là tôi không chắc. Cận lâm sàng thì tôi có cái gì? Tôi có creatinine. Thanh ha. 2.31. Đúng không? Thành 2.0 mấy? Dạ không 1. Rồi, lý giải. Cái này thì em nói nó là suy thận. Là hồi nãy chị đã đồng ý rồi ha. Tức là 2.3, 2 mấy thì nó vẫn là suy thận. Rồi em kết hợp với tiểu ích trên kia em nói là cấp rồi. Chị cũng đồng ý luôn. Đó là đây là AKI thiểu niệu ngày 7. Đó là những cái đúng rồi đó. Bây giờ nó xuất hiện thì cái chữ Cardigo giai đoạn 3 cho nên em bắt buộc phải giải thích tại sao em có câu đó, chứ còn không là người ta sẽ bắt em tại sao. Giai đoạn 3 là dựa vào cái gì? Giờ tiêu chuẩn người ta có nói giai đoạn 3 rồi đó thì em áp dụng em nói đi, có đúng không? Có thì nói, không có thì em nói không đúng, không biết. Chứ dạ, giờ... không có. Ờ? Hiện tại không khẳng định được. Hiện tại không khẳng định được. Đúng không? Không khẳng định được. Không khẳng định được thì không nói. Thì không nói. Đúng không? Tại vì cái này là chẩn đoán lâm sàng mà, đúng không? Vẫn phù hợp cho lý do nhập viện này. Tôi chỉ tới đây thôi. À, nếu như mà gọi là giả định giống như cái kiểu hồi nãy của em á, mà lỡ bạn em nó lấy râu này cắm bà kia là 0.95, thì cùng lắm là tôi nói là giả sử như người này không biết gì về chức năng thận thì tôi giả định nó là 1 thì nó hợp lý. Là bởi vì sao? Tôi lấy trung bình 0.8 đến 1.2 á, cái creatinine bình thường của người bình thường á là 0.8 đến 1.2. Nhưng mà vì ông này là cái người tôi đoán rằng cái khối cơ ông sẽ nhiều. Nói thật là chỉ đoán trong đầu thôi, bởi vì cái đặc điểm ổng là cái nghề biển. Ông đi biển, ông đánh cá, ông làm gì các kiểu giống như nãy giờ em nói, cho nên khả năng cái khối cơ ông này ông nhiều, nên cái giả định ban đầu ông là creatinine 1 chưa chắc đúng rồi nha, chưa chắc đúng.
có thể là một, có thể hơn con số đó mới phù hợp với cái thể tạng người này của ổng. Nên chị không có để cho em cái giả định chỗ đó là bởi vì lý do đó, chỉ với cái trường hợp này. Chứ còn những cái người khác thì ok, sao cũng được. À, tùy tình huống mà mình ác, mình giả định, chứ không phải cứ mặc định lúc nào cũng phải giả định là creatinine nó ban đầu là một. Với một cái người không có bệnh nền nào từ trước cũng có, ông này có thể vì khối cơ của ổng nên creatinine ban đầu của ổng chưa chắc là một đồng. Nên đừng có để cái chuyện mà cardio gì ở đây. An toàn nhất cho em là dẹp luôn cardio. Đúng không? Rõ ràng em không để vô em cũng đâu chết thằng thầy nào. À, nó có làm thay đổi trong cái chiến lược theo dõi em vẫn phải lặp lại muốn trở đi 24 tiếng mà, đúng không? Em cứ để như vậy, đúng không? Vẫn có thể thấy được cái yếu tố tiên lượng là ông này ông đang tiểu niệu mà diễn tiến tới ngày thứ 7 rồi. À, ông đã 7 ngày rồi đó. Và mức độ của ông cũng khá là trung bình cho tới nặng rồi đó. Đúng không? Thường thường mà tiểu niệu mà nó trong khoảng từ 2 tuần lễ trở lên là em thấy là bắt đầu có chuyện rồi đó. À, khả năng hồi phục chức năng thận nó sẽ càng lúc càng kém dần nếu thời gian tiểu niệu càng lúc càng kéo dài đi. Rồi, thì chủ yếu ở đây là em chẩn đoán phân biệt cái nguyên nhân, đúng không? Cái nguyên nhân là nguyên phát nè, với lại cái nguyên nhân là thứ phát. Mà thứ phát này thực tế mình không biết nó B hay hoặc C, à, hoặc là C. Chứ còn không chắc đó, người ta sẽ nói ủa sao em biết đó là B mà không phải là kia, đâu phải đâu, chưa thử mà, đúng không? Nhiễm trùng mãn rồi. Rồi. Mà nhiễm trùng hô hấp của ổng để lên. Rồi. Thì đó là hai câu chẩn đoán tạm thời thời điểm này em có. À, mọi người sẽ nói một câu là tổn thương thận cấp này có nói được cái nguyên nhân là gì không? Trước thận, tại thận hay sau thận? Dạ. Có nói được không? Thì em sẽ thêm lý giải chỗ này nữa. Có nói được nguyên nhân không? Nó có đủ bộ xét nghiệm cho em không? Để em biện luận trước thận, tại thận, sau thận gì không? Dạ, cái này có xét nghiệm là cái vun trên creatinine là bằng 36. Với lại cái tỷ trọng nước tiểu là 1,034. Thì nó nghiêng bao nhiêu chia cho 2.01 thì thành 36. Cái bu nó em cho con số cụ thể. Dạ 90. 36. Dạ. Rồi, nghĩa là em được một yếu tố nó là trên 20, đúng không? Em có tỷ trọng nước tiểu là nhiều. Dạ, 1,034. Ngồi nhiều. À, 0,18. Dạ. Này, này, em thuộc bài, em trả bài vô thôi đấy nha. Là hai yếu tố để khẳng định là trước thận. Còn gì nữa không? Dạ, xem xét nghiệm thì có hai cái đó là nghiêng về cái trước thận. Rồi. Vậy thì chỗ này em sẽ nói là trước thận, tức là em lồng vô cái chuyện mà câu số 4 á, dạng suy thận gì đó, với lại cái cần chẩn đoán này vô đây để lý giải tại sao em ra cái câu này luôn. Nếu mà em bưng cái này em lên câu số 4 thì em sẽ còn hai chẩn đoán này, nhưng mà thôi chị lồng vô chị giải thích đây luôn cho em. Hãy gai trước thận, nhưng mà này có chắc không? Dạ không ạ. À, không đúng không, cho nên chị mới ghi là nghi. Nhưng mà vì em dùng nhiều chữ theo dõi quá thì nó lại làm cho nó khó chịu trong cái câu chẩn đoán ha. Em có thể thay đổi nó đi trong một cái để mình thấy nó là không chắc chắn ha. Nghi hay là nghĩ ha. Nghĩ do nguyên nhân trước thận. Em đừng ghi chữ trước thận không, khơi khơi nó giống như nó là một cái tính từ, nó không có danh từ, nghe nó rất là khó chịu ha. Nghĩ do nguyên nhân trước thận. Thiểu niệu ngày 7. Nghĩ do nguyên thì á, với buôn creatinine trên 20 á, cẩn thận nhất em phải có một cái nữa là một cái siêu âm bụng để loại trừ bế tắc nha. Mặc dù mình biết cái bối cảnh của ca này gần như nó là trước thận rồi đó, còn cái chuyện bế tắc sau thận nó không có nhiều đâu, nhưng mà nên có, bởi vì suy thận cấp sau thận á, tỷ lệ buôn trên gre nó vẫn trên 20 nha.
không chắc ở Chợ Đẩy á, ca này có được làm siêu bụng không hay là em không nghĩ tới cái chi tiết đó luôn? Siêu âm bụng có làm ở Chợ Đẩy không hay là không làm? Dạ, dạ có. Bạn tôi có cần. Ghi là siêu âm bụng thì kết quả là dịch ở bụng lượng nhiều với là theo dõi bệnh lý chuỗi mô thận hai bên, mà không biết là theo dõi là tại sao theo dõi. Ở trên đại học y dược thì có ghi là nang thận nhỏ bên phải, thì em nghĩ chắc là theo dõi là theo dõi cái đó. Phải đâu, cái mục tiêu chỗ này á là tôi muốn nhấn cái chuyện là trước thận, nhưng mà trước thận á thì không có dùng cái siêu âm. Trong cái bộ phân biệt tổn thương thận cấp trước thận và tại thận thì nó không có cái siêu âm bụng. Như vậy thì tôi dùng siêu âm ở đây với mục đích á là tôi loại những cái trường hợp ví dụ như nó gây nhiễu, ví dụ như buôn trên rề trên 20 nó có thể gặp trong trường hợp nào. Hoặc là ví dụ tôi nói đi, ví dụ như nó là tổn thương thận cấp trước thận lẽ ra nha, nếu mà tôi tính được cái phân xuất thải sodium hay tôi có natri niệu đi, thì natri niệu hay là phân xuất thải sodium nó phải nhỏ, đúng không? Tại vì nó giữ lại được, mà nó giữ được natri lại trong trường hợp trước thận, tức là thận nó còn được tốt, nó giữ natri lại, cho nên hai cái đó nó phải thấp. Tự nhiên bây giờ tôi thử ra nó cao, có nghĩa là tôi sẽ phải có lý giải, nghĩa là trong cái lý giải đó tôi sẽ phải nói ví dụ như bệnh nhân có dùng lợi tiểu trước đó, giống như ca này nó có dùng lợi tiểu, nên nếu tôi tính phân xuất thải sodium hay có natri niệu thì tôi biết chắc là nó có thể sai, nó không được giống thằng cái nhóm trước thận được. Thì như vậy cái lý giải của tôi ở đây là tôi dùng siêu âm bụng để tôi loại trừ cái chuyện là bế tắc sâu thận, vì bế tắc sâu thận có thể gây ra tỷ lệ này được ha, không có bế tắc. Cái này kết luận của siêu âm không ghi, nhưng em sẽ phải nhấn cái chi tiết âm tính này. Cái chi tiết này là âm tính nha, mà người siêu âm người ta đâu có biết, người ta đâu biết cái này hội chứng thận hư đâu. Người ta chỉ biết được rằng những cái dấu hiệu trên siêu âm đó, thực tế cái echo trên cái thận á, đối với những cái trường hợp này á, echo em sẽ thấy nó một tả lê echo dài ngang gan, và thường những cái người đó người ta kết luận bệnh lý chủ mô hại thận. Tại vì echo của thận bình thường nó không thể dài, nó không thể dài gan được, mình nó là nước tiểu mà, nó chứa nước tiểu mà, là nó chứa dịch mà, tức là nó phải trống, echo nó phải đen, màu đen đen á, đen thuần hết nó mới được. Họ này nó là mờ cái nhu mô gan á, em nhìn cái gan đi, họ nhìn họ so cái mật độ của thận giống như gan, thì đằng này nó còn dày hơn cả mật độ của gan nữa. Ủa vậy nước tiểu nó đi đâu hết trơn rồi, hiểu không? Người ta đánh giá bệnh lý chủ mô thận người ta nói vậy đó, đó là cái góc độ nhìn của người làm siêu âm. Còn mình nè, mình đánh giá bệnh nhân để góc độ của người làm lâm sàng. Mình nói bệnh lý chủ mô thận không là tôi biết nè, cái đó tôi không có dùng, mà tôi cần biết kích thước thận. Anh cho tôi biết kích thước thận đi, tôi vẫn nói đây là một cái cấp tính được. Con này nó không đo kích thước thận, muốn phán gì phán kệ. Tôi chỉ cần biết đúng kích thước thận thì tôi nhìn ha. Rồi, và ở đây tôi sẽ sử dụng chi tiết là không có bế tắc đường tiểu. Chỗ này nếu đo kích thước thận để khẳng định cho em đây là cấp á, thì nó sẽ càng tốt nữa ha. Tại vì trên này của em lập lờ nè, cái chuyện cấp nè, tiểu ít nè, em không chắc nè. Đó, nhưng chỗ này nếu mà có kích thước thận nữa thì quá tốt. Chắc là có không hay là không có? Cái này có kích thước thận không? Alo, ca này có kích thước thận không? Dạ. Cái này trong bạn có ghi không, có biết gì? Nhóm trình. Nhóm trình đó, cái người trình bệnh đâu rồi? Ngủ rồi hả? 9 giờ hôm mất tiêu rồi. Có không em, có kích thước thận không? Alo.
Bảo Ân còn online vậy? Alo? 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 Alo, alo, dạ chị mới gọi em phải không ạ? Em Dạ, ngủ hả? mà với máy em bị crash, vì mới em mới vô lại mấy bạn có gọi em có nghe chị hỏi cái kích thước siêu âm thận có kích thước không ạ? Chị chờ em À. tí xíu. Trời ơi, giờ này còn chờ nữa, 9 giờ mấy rồi. Dạ, tắt máy em mới tắt cái bụp luôn, em cũng không biết tại sao nữa. Em phải làm sao mà em chỉnh bệnh án này giống như là bệnh nhân mà em chữa em gặp hàng ngày luôn á, là nhắc tới cái chi tiết nào là hỏi là phải trả lời được hết, chứ còn lại giờ còn không nhớ. Tại qua mùa Tết ấy, rồi em mới còn nhớ. Bây giờ em còn Giờ thấy cái siêu màn âm hình của chị không được. vậy? Còn thấy Dạ. cái màn hình Dạ, sao nghe tiếng thì nghe nhưng mà vẫn còn connecting, không biết tại sao không có hiển thị hình gì hết. rồi? Dạ. Đâu rồi? Lê Lý Lý Phương Ánh. Chị thấy cái kết quả nào mà chị không có thấy em ghi kích thước thận? Chắc là không có. Thôi được rồi, tụi em nghỉ đi, trễ rồi. Chị sẽ gửi những cái bài sửa này qua email cho Y4 lẫn Y6. Thứ năm mình tiếp tục. Thứ năm thì chị trực chiều ở khoa cho đến 4 giờ chiều mới xong. Thì chắc là cũng phải sau đó, là từ 5 giờ cho tới sau đó đi, chứ giờ cũng không sớm hơn được. Thì nếu mà các bạn có trùng lắp lịch hay làm gì đó thì các bạn báo lại qua email. Vậy ha. Dạ, siêu âm Lý Văn Ánh kích thước thận em đọc nha chị. À, bữa sau em bổ sung bình thường đúng không? Hay gì đọc luôn đi. Dạ, thận phải bất thường kích thước 47 x 119 mm. Bình thường không vậy? Theo em cái đó là bình thường hay bất thường? Kích thước đó. Dạ. Còn bên trái. Bên trái, thận trái bất thường kích thước 21 x 116 mm. 21 hả? Dạ, 21. Không sao. Thường thường người ta nhìn là người ta nhìn cái chiều dài á. Chiều dài tới lại con số lớn hơn á, bốn mấy nhân trăm mười mấy, tới là nhìn những số trăm mười mấy nha. Người ta hay nói cái kích thước thận teo dưới 80 á, là cái đó là người ta tính chiều dài. Bây giờ nó là trăm mười mấy thì là bình thường. Tôi thấy nó là vậy là tôi đã mừng rồi ha. Còn người ta muốn chú thích cái gì eco dày, bệnh lý chủ mô thận của người ta, nhưng mà tôi biết chắc đây là cấp tính nha. Kích thước thận này là bình thường rồi. Dạ mình gấp nghỉ. À thôi vậy ha, chị chào tụi em. Dạ tụi em Dạ chào chị. cảm ơn chị.